Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 226. Đan Đồng vui mừng, cười nói, chúc mừng công tử. Bây giờ, công tử chỉ cần luyện loại đan dược thứ ba, thì công tử đã có thể kế thừa được truyền thừa của đan tổ rồi. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát, lại cầm lấy quyển sách phương thuốc thứ ba. Anh chỉ cần nhìn thoáng qua, biểu cảm trên gương mặt đã thay đổi. Viên thuốc này có tên Chí Tôn Đan. Rõ ràng, viên thuốc này kết hợp giữa Mệnh Vân Đan và Truy Hối Đan và thêm một bước nước tạo ra. Viên thuốc này có tác dụng ngay khi người đó còn trong bụng mẹ, đứa bé uống viên thuốc này vào sẽ giúp thể chất của nó nghịch thiên và trở thành chí tôn trong các thế hệ cùng trang lứa. Hầu như, Ngô Bình đã tuyệt vọng khi vừa nhìn thấy viên thuốc này. Truy Hối Đan đã rất khó, mà viên thuốc này lại khó luyện chế hơn nó gấp trăm ngàn lần khiến anh tự hỏi. Trên đời này, thật sự có đan dược như vậy sao? Anh lần lò trong cơ thể mình, lấy ra một gói thuốc thơm. Đã lâu rồi anh không còn hút thuốc nữa, gói này là hàng tồn lại từ trước kia, anh dùng dược liệu để cuốn thành thuốc, hương rất kỳ lạ. Anh đốt điếu thuốc lên rồi rít một hơi, nói, đan đồng này, đan tổ luyện chế ra được chí tôn đan thật sao? Đan đồng im lặng suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời, đan tổ chỉ thành công được một nửa, nhưng mà hiệu quả của đan dược luyện ra lại không đúng với mong muốn của đan tổ. Ông ấy có nói chuyện này không phải do trình độ đan đạo của bản thân không đủ cao, mà do pháp tắc của trời đất không cho phép ông ấy luyện ra loại đan dược như thế. Ngô Bình, có viên đan dược nào không? Đan đồng mở bàn tay ra, một viên đan dược xuất hiện trước mặt của anh. Trong vẻ ngoài của viên đan dược này, anh chẳng thấy có gì đặc biệt. Anh nhận lấy rồi ngửi thử, sau đó uống luôn. Tiếp theo đó, anh nhắm mắt cảm nhận công hiệu của nó. Trong thoáng chốc, dường như anh đã đưa về thời gian còn trong bụng mẹ, tác dụng của đan dược huyền diệu đến mức anh có thể cảm thấy được nó đang di chuyển trong cơ thể của đứa bé đó. Không biết bao lâu, anh từ từ mở mắt, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Anh nói, ban đầu, đan tổ đã có thể luyện ra được hoàn chỉnh viên thuốc này rồi, tiếc là lực lượng của ông ta không thể đối chọi được với thiên đạo nên 99% tác dụng của đan dược đã bị giảm chỉ còn lại 0,01%. Đan đồng, theo như lời công tử nói, ngài có thể luyện chế ra đan dược này sao? Ngô Bình nói, nếu ta không phải là thánh nhân, thì chắc chắn ta làm không được. Nhưng bây giờ ta đã nắm chắc 50% rồi nên thử xem. Từ đó anh bắt đầu thử luyện đan dược, một lò, hai lò, ba lò. Đến lò thứ ba, anh mới luyện ra được một viên đan dược màu tím, trong vẻ ngoài cũng rất bình thường. Nhưng lúc đan dược vừa luyện ra, bên ngoài bầu trời lại xuất hiện kiếp vân, khí tức khủng khiếp từ đó ảo ạt kéo đến. Ngô Bình cười nói, đi nhận đan kiếp thôi. Dứt lời, anh ném đan dược vào trong không trung, đan dược này lập tức phá vỡ tòa nhà bát giác rồi đâm thủng lên bầu trời, bị sét đánh trúng. Trong lúc sấm sét liên tục bị đánh xuống, trên đan dược cũng từ từ xuất hiện các loại ký hiệu. Trong viên thuốc này có vô thượng đại đạo, cấm thiên lực nên dù thiên kiếp cũng không thể phá nát được nó. Ngược lại sau khi nó trải qua thiên kiếp, đan dược càng huyền diệu hơn. Sau một phút, đan dược hạ chậm chậm xuống rơi vào lòng bàn tay của Ngô Bình. Lúc này đan dược đã trong suốt, gần như không tồn tại. Ngô Bình cười nói, thứ mà vị kia đau khổ không thể làm được, ta lại luyện được rồi. Đan đồng vô cùng xúc động nói, công tử thành công rồi. Sau đó đột nhiên lò đan thu nhỏ lại, lớn bằng bàn tay, bay vào trong tay của Ngô Bình. Đan đồng giải thích, trong đan đồng có dấu động thiên, tất cả truyền thừa của đan tổ đều ở trong đó. Từ nay, công tử chính là chủ nhân của tiểu nhân rồi. Ngô Bình, tên ngươi là gì? Đan đồng, tiểu nhân tên Thanh Phong. Ngô Bình bật cười, thế có phải còn một người tên là Minh Nguyệt? Anh nhớ lúc nhỏ, cũng xem bộ phim thần thoại này rồi. Đan đồng gật đầu, có. Ta với Minh Nguyệt đều là đan dược, sau này tu hành ra linh trí, đồng thời hầu hạ lão chủ nhân. Ngô Bình, vậy là ngươi không phải khí linh trong lò đan đúng không? Thanh Phong đan đồng, nói là khí linh cũng đúng mà, dù sao bây giờ ta đang kiểm soát càn khôn trong lò đan. Ngô Bình gật đầu nói, ngươi đưa huy chương cửu tử đỉnh đan sư cho ta trước đi. Thanh Phong dâng huy chương bằng hai tay cho Ngô Bình, anh vừa cầm đã bị đẩy ra cửa. Tuy thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi. Nhưng Thiên Hách Huy với bảy luyện đan sư vẫn đứng ở bên ngoài tòa nhà như tượng gỗ canh giữ nơi đó. Họ vừa thấy anh bước ra, Thiên Hách Huy đã vội vàng bước lên chào đón, chào công tử, thế nào rồi? Ngô Bình đưa huy chương ra cho họ thấy rồi nói, thật may, ta không khiến ngươi thất vọng. Ta chỉ luyện chế được hai loại đan,
còn loại thứ ba rất khó nên ta thất bại rồi. Hai mắt của Thiên Hách Huy tỏa sáng, nói, như thế đã giỏi lắm rồi. Cửu tử đỉnh đan sư, không ngờ ngài là người đứng đầu trong đương kim đan đạo. Còn bảy luyện đan sư đều hành lễ với Ngô Bình, chào Lý Tổ. Cửu tử đỉnh đan sư là cái gì? Đó chính là đan đạo tổ sư. Những người này lập tức bỏ cao ngạo, cúi đầu tự nguyện gọi Ngô Bình là đan đạo tổ sư. Thật ra thực lực của Ngô Bình đã vượt qua cửu tử đỉnh đan sư, vì anh luyện ra loại đan thứ hai có tên truy hối đan. Ngô Bình gật đầu, thưa các vị, lò đan bên trong rất tốt nên ta cầm đi rồi. Sau này, anh muốn thăng chức lên cửu tử đỉnh đan sư, có thể đến gặp ta. Đương nhiên, chẳng ai ý kiến gì về chuyện này. Lúc này, Thiên Hách Huy mới hỏi, loại thứ hai là truy hối đan nhỉ Lý Tổ, ngài có thể cho ta xem một chút được không? Ngô Bình lập tức đưa cho Thiên Hách Huy một hạt, nói, thật ra viên thuốc này chẳng có gì quan trọng, ta đưa một viên này cho nhị gia. Thiên Hách Huy mừng rỡ, vội vàng nhận lấy đan dược, nói, sau này, Lý Tổ sẽ là phường chủ của Thiên Đan Phường. Thật ra Thiên Hách Huy biết, Thiên Đan Phường không thể nào giữ được nhân vật cửu tử đỉnh đan sư xuất sắc như Ngô Bình. Thậm chí nếu Ngô Bình đồng ý, hắn ta có thể đuổi cả bảy đan sư này đi hết. Dù sao chỉ cần hắn ta theo anh, thì con đường tương lai còn sáng lạng hơn cả Thiên Đan Phường. Thiên Hách Huy là người thông minh, nên hắn ta lập tức nói ra suy nghĩ của bản thân, từ nay toàn diện của Thiên Đan Phường do ngài phụ trách, Thiên gia sẽ không nhúng tay vào. Ý của hắn ta là muốn giao Thiên Đan Phường cho anh, muốn sử dụng cái này để kéo Ngô Bình về phe mình. Ngô Bình cười trừ nói, đa tạ nhị gia đã tin tưởng. Ta với các vị đan sư vẫn chưa quen biết nhiều, nên hiện tại chúng ta cần chút thời gian. Nếu nhị gia không có việc gì nữa, xin về trước. Ngô Bình đuổi người, nhưng Thiên Hách Huy vẫn rất vui vẻ và vội vàng nói, được rồi, mọi người cứ thoải mái nói chuyện đi, lúc nào rảnh ta sẽ lại đến. Thiên Hách Huy đi rồi, Ngô Bình nhìn và nói với bảy vị đan sư, vừa rồi có Thiên nhị gia ở đây, nên có vài lời ta không thể nói ra. Thật ra, ta đã luyện ra loại đan dược thứ ba và cũng nhận được truyền thừa của đan tổ. Bảy vị đan sư vừa vui vừa sợ, chúc mừng Lý Tổ. Ngô Bình, chuyện này mọi người biết với nhau thôi, đừng nói với người khác. Các ngươi đồng ý thì có thể bái ta làm thầy, ta sẽ dốc hết sức dạy lại truyền thừa đan tổ cho các ngươi. Bảy người vui mừng, quỳ rạp xuống đất đồng thanh, tham kiến sư tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình gật đầu. Các ngươi có được thành tựu như ngày hôm nay, cũng do tư chất của bản thân đã giỏi hơn người bình thường. Từ nay về sau chuyện của Thiên Đan Phường do các ngươi phụ trách, ta đã nhàn hạ quen rồi nên không rảnh đâu trông nom nhiều việc như thế. Đoàn người quay về Thiên Đan Phường, Ngô Bình không quen với mấy người này nhưng vẫn nói chuyện một lúc, mới biết họ có kinh nghiệm kinh doanh. Mỗi một người trong bảy vị đan sư này đều có thể xưng là truyền kỳ, họ trở thành như bây giờ cũng là từng bước cố gắng thành luyện đan sư giỏi. Người đạt cấp lục tử đỉnh đan sư tên là Phó Truyền Thế, 6 người còn lại đều nhận được sự giúp đỡ của ông ta mới từng bước phát triển đến ngày hôm nay. Ngô Bình có thể hiểu càng sâu hơn về tình hình của Thiên gia từ đối thoại với những người này, hiện tại Thiên gia chia là hai khu, một bên là Đông Viện, một bên là Tây Viện. Đông Viện do lão tổ trưởng tử của Thiên gia sáng lập, còn Tây Viện là lão tổ thứ tử của Thiên gia sáng lập. Bây giờ, Đông Viện phụ trách việc làm ăn, chiêu nạp thiên tài trong thiên hạ, nhằm thành lập Thiên Đình. Thiên Hách Huy chính là em thứ hai của gia chủ Đông Viện. Tây Viện chỉ chú ý vào việc buôn bán, không kiếm tiền, cũng chẳng dính dán vào các chuyện khác, hoạt động rất an phận. Hơn nữa, quản sự của viện này là nữ tên Thiên Tố Âm. Ban đầu, Thiên Đan Phương do Thiên Tố Âm sáng lập ra, Phó Truyền Thế chính do Thiên Tố Âm mời đến đây. Ngô Bình cố ý hỏi về chuyện Thiên Công Tử bị giết, Phó Truyền Thế nói Thiên gia đã điều tra ra hung thủ nhưng mà người đó có thân phận rất khó chơi, đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn. Hiện giờ, Thiên gia muốn lập Thiên Đình cũng phải do Nguyên Thủy Đạo Tôn cho phép, bởi vậy cũng không muốn gây ra mâu thuẫn, nên không giải quyết được chuyện này. Ngô Bình hiểu tên muốn hại mình kia không đại diện cho toàn bộ Thiên gia, mà chỉ là một nhóm hoặc một người nào đó. Bây giờ, chắc chắn tên đó đã điều tra ra ai giết mình rồi. Sau núi Thiên Đan Phường, có xây dựng một căn nhà ở đó. Phó Truyền Thế cử người quét dọn, để cho Ngô Bình ở. Ngô Bình vừa vào nhà, chuẩn bị nghiên cứu những thứ đan tổ để lại, Phó Truyền Thế lại đến đứng ngoài cửa nói, thưa Sư Tôn, gia chủ của viện tên Thiên Tố Âm đến Thiên Đan Phường, muốn gặp mặt Sư Tôn. Nghĩ lại Thiên Đan Phường do một tay Thiên Tố Âm sáng lập ra, bây giờ Ngô Bình là phường chủ của nó cũng nên gặp người sáng lập một chút.
mời nàng ta vào đi. Không lâu sau, có một cô gái mập mạp cơ thể cao gần bằng anh đẩy cửa bước vào. Nàng ta vừa thấy Ngô Bình đã cười nói, chào Lý Đan Sư, ta nghe nói ngươi đã thăng cấp lên cửu tử đỉnh Đan Sư, ta đến chúc mừng ngươi. Phó truyền thế vội vàng bước vào theo và nói, thưa Sư Tôn, người này chính là gia chủ của Tây Việt, đông gia của Thiên Đan Phường. Ngô Bình hơi bất ngờ, trong suy đoán của anh thì nữ nhân này là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, không ngờ lại vừa cao vừa béo thế này. Đa tạ đông gia. Thiên Tố Âm đi đến vỗ vai Ngô Bình, cười nói, Lý Đan Sư đã tấn chức rồi. Trong tay ta đây có hai bài thuốc, trong đó đều là đan dược vô cùng quan trọng với ta. Không biết, Lý Đan Sư có thể luyện giúp ta được không? Ngô Bình chỉ cảm thấy tay của nữ nhân béo này rất nặng, vừa vỗ vài cái cơ thể anh đã hơi khuỵu xuống. Thiên Tố Âm rất giàu, chỉ là thân hình vừa cao vừa mập như thế khó mà nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Ngô Bình nhận bài thuốc rồi nhìn sơ qua, phát hiện đó đều là đan dược hạng nhất, còn là đan dược giảm béo. Anh mở to mắt ngạc nhiên hỏi Thiên Tố Âm, đông gia muốn giảm béo à? Thiên Tố Âm thở dài, ta thấy các mỹ nữ khác mặc đồ rất xinh đẹp, nên ta cũng muốn mặc như thế. Ngô Bình nhìn phó truyền thế, anh xem sơ qua cũng thấy đan dược giảm béo quá dễ, ngay cả phó truyền thế cũng có thể luyện được. Phó truyền thế hiểu ý của anh, vội giải thích, thưa Sư Tôn, đông gia muốn luyện một loại đan dược ăn bất cứ thứ gì cũng không mập. Ngô Bình nhướng mày, ăn mà không mập, chuyện này cũng có khó đâu. Anh vừa nói xong lập tức giật mình, đột nhiên kéo Thiên Tố Âm đi ra cửa. Sau đó, anh cười khổ nói, hèn gì, do thể chất của đông gia đặc biệt, chỉ có thể tăng cao chiều cao, mới có thể đạt được trạng thái tu luyện tốt nhất. Có vài người vừa sinh ra đã mập mạp, không chỉ béo mà đầu óc cũng rất nhạy bén, may mắn cũng rất cao khiến họ muốn làm gì thì thành công việc đó. Nhưng khi họ muốn giảm cân đi, thì mọi thứ đều trở nên khó khăn. Chuyện này rất kỳ lạ, nhưng Ngô Bình lại thấy rất dễ giải thích. Lúc Thiên Tố Âm béo thì hình thể với thiên đạo phù hợp, khi gầy xuống thì ưu thế của nàng ấy cũng sẽ mất đi. Vì vậy anh hỏi, khi gầy xuống, người sẽ vứt bỏ rất nhiều ưu thế của bản thân. Người có đồng ý hay không? Thiên Tố Âm thở dài, ta chỉ muốn làm nữ nhân xinh đẹp vài ngày, yêu cầu này cao quá sao? Ngô Bình bật cười nói, ta có cách, cũng sẽ không khiến đông gia đánh mất ưu thế của mình, còn có thể giữ được vóc dáng xinh đẹp. Đôi mắt đẹp của Thiên Tố Âm tỏa sáng, hỏi, người có cách thật sao? Ngô Bình, ta sẽ luyện chế một loại đan dược, nó sẽ thay đổi thể chất của đông gia. Thể chất là nền móng, thay đổi thể chất rồi thì ngươi sẽ không mập nữa. Thiên Tố Âm nheo đôi mắt hỏi, ngươi nắm chắc chứ? Ta nắm chắc 10%, Ngô Bình nói. Thiên Tố Âm thở hắt ra, nếu Lý Đan Sư luyện ra viên thuốc này, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Ngô Bình bật cười nói, một lời đã định. Sau đó anh lật một bài thuộc ra, nói phó truyền thế đi lấy thuốc. Thiên Tố Âm cũng không đi, nàng ta đứng đợi ngay tại đó. Phó truyền thế đi rồi, nàng ta mới cười hỏi, Lý công tử có danh tiếng lớn như thế, vì sao ta chưa từng nghe ai nói về ngươi trước đây nhỉ? Ngô Bình, ta mới đi ra ngoài lang thang vài năm, đông gia không biết ta là bình thường. Thiên Tố Âm cười nói, ta từng nghe một vị lục tử đỉnh đan sư nói có một người, tuổi trẻ mà thành tựu rất xuất sắc, tên là Ngô Bình, còn có cái tên khác là Lý Huyền Bình. Ngươi nghe nói chưa? Ngô Bình âm thầm giật mình, chẳng lẽ người phụ nữ này đang nghi ngờ mình sao? Anh cười nói, ta đã nghe nói rồi, hắn cũng là người ta rất ngưỡng mộ. Nhưng tiếc là ta chưa từng gặp hắn. Thiên Tố Âm nói, trước đó, đứa con phế vật của Thiên Thắng Huy bị người ta giết chết, ta nghe nói chính do Lý Huyền Bình ra tay. Nhưng Lý Huyền Bình lại là đồ đệ của Nguyên Thủy Đạo Tôn, Đông Viện không dám đụng vào. Nói đến đây, nàng ta đưa mắt nhìn Ngô Bình chăm chú. Biểu cảm trên mặt của Ngô Bình không thay đổi, anh nói, sao thể? Thiên Tố Âm. Tuy Thiên Đông Ất là kẻ thiếu tương lai, nhưng mẹ đẻ thần linh của hắn ta lại rất ghê gớm. Ta nghe nói nàng ta đã mời sát thủ, báo thù cho con trai mình đấy. Ngô Bình, tại sao đông gia lại cho ta biết những chuyện này? Thiên Tố Âm cười nói, ta muốn, nếu sau này ngươi gặp phải Lý Huyền Bình, thì hãy nói cho hắn biết. Người muốn giết hắn không phải là Tây Viện, mà là vợ của gia chủ Đông Viện tên thần linh. Ngô Bình cười nói, nếu như ta gặp Lý Huyền Bình, sẽ nói cho hắn nghe. Lúc này, phó truyền thế đã cầm dược liệu đến, Ngô Bình quay lại phòng đan để luyện chế thuốc. Anh không thấy khó khăn về việc luyện chế loại đan dược này, chỉ một chung trà đã hoàn thành và bước ra. Anh cầm theo lọ đan dược, cười nói, đông gia cầm về uống một viên,
nếu thấy không khó chịu thì mai tiếp tục uống viên thứ hai. Hai viên đan dược đủ để thay đổi thể chất rồi. Thiên Tố Âm cười nói, được, nếu có hiệu quả thì ngày mai ta sẽ đến cửa cảm ơn. Thiên Tố Âm đi rồi, Ngô Bình hỏi Phó Truyền Thế, hình như quan hệ giữa Tây Viện với Đông Viện không tốt nhỉ? Phó Truyền Thế nói, Đông Viện dùng tiền, Tây Viện kiếm tiền. Vậy nên, Đông gia khó chịu cũng phải. Ngô Bình im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi xua tay để Phó Truyền Thế lui ra. Quay lại căn phòng, anh lấy lò đan ra, Thanh Phong xuất hiện trước mặt anh, cười nói, chủ nhân muốn vào trong nhận truyền thừa à? Ngô Bình gật đầu, Thanh Phong này, năm đó tu vi của đan tổ đạt đến trình độ nào rồi? Thanh Phong, hỗn độn thất cảnh, ông già luyện chế ra một lò đan dược, kết quả viên thuốc đó thật đáng sợ, nó còn làm đan tổ bị thương và rút hết tu vi của ông ấy. Ngô Bình ngạc nhiên lắp bắp, bị đan tinh làm bị thương. Thanh Phong gật đầu, sau đó, đan tổ sống không được vài ngày lập tức chết. Trước khi ông ấy chết, còn để lại truyền thừa với một đám thần hồn, ông ấy muốn nói với chủ nhân. Ngô Bình nghe vậy lập tức bước vào không gian của lò đan, bên trong có trời xanh mây trắng, xa xa là ngọn núi, gần đó là rừng trúc, trong rừng có một căn nhà nhỏ. Ngô Bình bước vào nhà trước, lập tức đập vào mắt anh là một ông già râu tóc bạc phơ. Ông ta đang đung đưa xích đu, vừa thấy Ngô Bình bước vào đã cười vui vẻ nói, hậu sinh khảo ý, không ngờ ngươi luyện được loại đan dược thứ ba đó còn giỏi hơn cả ta. Thanh Phong nói, thưa chủ nhân, đó chính là đan tổ. Ngô Bình ôm quyền chào đan tổ, gặp qua tiền bối. Nhưng khi anh vừa thấy thần hồn của đan tổ xong, đáy lòng lại có một cảm giác căng thẳng và ghét bỏ. Anh giật mình tự hỏi, tại sao vậy? Đan tổ mỉm cười nói, ngươi không cần đa lễ, ngươi còn giỏi hơn ta mà. Phải rồi, tu vi hiện tại của ngươi là gì? Ngô Bình không giấu mà nói, là thánh nhân, đồng thời cũng là đạo anh cảnh. Đôi mắt của đan tổ sáng lên, ban đầu, ngươi còn có tu vi của thánh cổ đại lục, được rồi, rất tốt. Ông ta chỉ vào cái ghế bên cạnh mình, ý bảo anh ngồi xuống. Sau đó, một cô gái mặc đồ trắng, tuổi ngang với Thanh Phong đi đến bưng một khay trà, trên khay có hai chén trà. Ngươi nếm thử xem, đó là trà ta tự xào đấy. Nếu ngươi thích thì lát nữa có thể cầm về, đan tổ nói. Ngô Bình nâng chung trà lên uống thử một ngụm, ngay lập tức mùi hương tràn ra từ trong miệng, 36 mùi hương cứ quanh quẩn đầu lưỡi liên tục va chạm vào nhau tạo ra mùi thơm mới. Đôi mắt của anh sáng lên, trà ngon, ta cũng có xào trà rồi, nhưng không thơm bằng trà này. Đan tổ cười nói, ta đợi nhiều năm như thế, cuối cùng cũng đợi được người đến giúp mình. Ngô Bình đặt chén trà xuống hỏi, tiền bối đang đợi ta sao? Đan tổ gật đầu, chẳng phải Thanh Phong đã nói cho người biết, ta bị thương bởi đan dược do bản thân luyện ra à? Ngô Bình gật đầu, còn có nói sau đó ngươi chết đi, chỉ để lại một đám tàn hồn. Đan tổ cười hả hả nói, ta không trách bọn họ được, ta cũng không phải là liệt hồn mà do bổn nguyên tánh mạng của ta biến thành. Lúc trước, ta tốn 3 thập kỷ dùng thiên thời địa lợi trộm lấy một đống thiên cơ trước mắt của thiên cơ. Lúc này, ta mới luyện ra được một loại đan dược này thật ra là thể xác của ta. Ta muốn rót sinh mạng của mình vào trong đan dược dùng nó đột phá đánh sâu vào trên cấp hỗn độn cảnh. Ngô Bình càng sợ hãi thốt lên, đột phá trên hỗn độn cảnh. Đan tổ thở dài thườn thượt, nhưng do thể xác quá mạnh, mà bản thân ta có trí tuệ nên nó biết ta sẽ gạt đi ý chí của nó nên viên đan dược đó đánh ta bị thương rồi trốn thoát. Ngô Bình không ngờ, đan đạo của đan tổ giỏi đến nhường này. Không ngờ, ông ta có thể luyện chế ra loại đan dược giúp thể xác của bản thân đột phá. Đan tổ, ta đang đợi ngươi, bởi chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hàng phục được đan tinh kia. Ngô Bình, ngay cả tiền bối cũng bị nó làm bị thương, ta sợ bản thân không phải đối thủ của nó đâu nhớ. Đan tổ bật cười ha hả nói, năm đó khi ta luyện chế đan, cũng đã nghĩ đến có chuyện phát sinh xảy ra nên đã để cấm chế trên người của nó. Nhưng cấm chế này là kiệt tác đan đạo rất khó vẽ, chỉ có người cao thâm mới kiểm soát được, nói trắng ra là nó là một loại bí quyết đan. Lúc trước nó trốn đi, ta đã sử dụng thủ đoạn hạ thực lực của nó đến đạo cảnh thất trọng hay gì đó. Nên bây giờ ngươi gặp hắn, chắc chắn có thể dùng bí quyết đan chèn ép được. Ngô Bình, ý của tiền bối là ta phải bắt đan tinh đó đến cho ngài. Đan tổ, đúng thế, ngươi cầm viên đan đó đến cho ta sẽ khôi phục lại tu vi. Thậm chí, ta còn có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới kia. Ngô Bình bật cười, ta đồng ý giúp đỡ. Nhưng tiền bối có thể cho ta được lợi ích gì nào? Đan tổ, ta tặng cho ngươi bài thuốc,
với lại dược liệu ta đã chuẩn bị 3 phần, còn lại có 1 phần cho ngươi tất. Ngô Bình vươn tay ra, đưa ta xem bài thuốc trước đã. Đan Tổ cười ha hả, chỉ một ngón tay, trong không trung lập tức xuất hiện mấy ngàn chữ màu bạc trắng. Ngô Bình nhìn sơ qua, biểu cảm trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ kính nể nói, tiền bối đúng là không hổ là Đan Tổ, viên thuốc này thật sự là có 102. Sau khi anh đọc bài thuốc, cũng hiểu ý của Đan Tổ. Ông ta muốn dùng cách luyện đan này luyện ra một sinh mạng thể trên hỗn độn cảnh, rồi nhờ đó mà đột phá lên trên cấp hỗn độn. Đan Tổ, bài thuốc này cho ngươi. Nếu ngươi tìm thấy đan dược, thì đưa đan tinh đó về đây cho ta. Ngô Bình vui mừng gật đầu, ta hiểu rồi, nhưng đan tinh kia ở đâu? Đan Tổ cười nói, tên đó rất nhát, hiện đang ở thiên giới, nếu ngươi rảnh hiện tại ta dẫn ngươi đến đó. Ngô Bình cười nói, thôi thưa tiền bối, đừng nôn nóng. Bây giờ tu vi của ta chưa cao, làm gì thì làm cũng phải tăng tu vi lên trước đã. Nếu không lỡ như làm hỏng chuyện, ta phải xin lỗi tiền bối rồi. Đan Tổ biết anh muốn đòi đan dược, nói, thôi vậy, ta luyện chế được rất nhiều đan dược, đưa cho ngươi một ít cũng không sao. Ông ta vung tay lên, ba cái hồ lô màu vàng bay ra khỏi phòng, trên từng cái hồ lô đều có ký hiệu khác nhau. Đan Tổ chỉ vào một cái hồ lô vừa nhỏ vừa dài nói, trong này có 2 viên thiên cổ đan, uống nó vào có thể giúp tư chất người phàm đạt đến 3.000 năm. Sau đó, ông ta buồn bã chỉ vào hồ lô thứ 2, trong này có 3 viên hỗn độn thần đa, uống nó vào sẽ giúp đạo cảnh viên mãn thăng chức đến hỗn độn cảnh. Cuối cùng, ông ta chỉ vào hồ lô thứ 3 nói, trong này có 1 viên cửu thế thiên kiêu đan, có thể luân hồi 9 lần. Mỗi một lần luân hồi, tư chất và khí vận sẽ tăng lên gấp đôi. Sau 9 thế giới, tư chất đạt đến trình độ chưa từng có, mà đời sau cũng không ai đạt được. Ngô Bình cười nói, ai có thể cố gắng sống được 9 đời chứ? Đan Tổ cười nói, đúng thế, ta đã cùng giúp tu sĩ cũng nhìn thấy họ qua một đời, nhưng không muốn qua đời sau nữa. Ngô Bình không e ngại mà nhận đan dược, ôm quyền nói, thưa tiền bối, khi nào ta rảnh ta sẽ đi tìm tên đan tinh đó. Sau đó, Ngô Bình nói chuyện một lát với ông ta rồi cáo từ. Khi anh quay người đi, cảm giác căng thẳng lại dâng lên lần nữa, khiến anh đành bước nhanh. Cơ thể vừa ra khỏi cửa, biểu cảm trên gương mặt đã đanh lại. Anh lấy lò đan từ trong phòng ra, sau đó sử dụng độn phù đi đến gặp sư tôn của mình, Nguyên Thủy Đạo Tôn. Trên đường anh đã khôi phục lại diện mạo thật, anh bay nửa ngày đến được Ngọc Kinh Tiên Cung. Không Thủy Thiên Tôn đang đứng ở cửa ra vào, hình như đã chờ anh ở đây từ lâu rồi. Ông ấy không để anh kịp hành lễ, mà kéo anh vào đại diện, bảo mọi người lui ra hết. Nguyên Thủy Đạo Tôn thở dài nhẹ nhõm, nói, đồ nhi, vừa tôi đáy lòng ta nảy lên một ý niệm trong đầu, làm ta sợ hãi giật mình vội vàng bấm nốt tay, mới biết ngươi rơi vào tình hình nguy hiểm. Ngô Bình cười khổ, lão già sư tôn như ngài, cũng nhạy ghê á. Vừa rồi con đã gặp một người. Anh chưa nói tên của người đó vội, mà lấy ra một viên đan dược nói, con không dám nói tên của ông ta. Với trình độ của ông ta thì con vừa nói tên thôi có thể ông ta đã cảm nhận được đầu tiên. Ông ta chính là người luyện đan mạnh nhất, người trong thiên hạ đều bảo ông ta đã qua đời từ lâu rồi ấy. Nguyên Thủy Đạo Tôn nhướng mày, là ông ta. Ông ta chưa chết à? Ngô Bình gật đầu, chưa có chết, thần hồn vẫn còn ở đây mà. Sau đó, anh sử dụng thần niệm truyền âm, kể lại quá trình gặp ông ta cho sư tôn mình nghe. Nguyên Thủy Đạo Tôn cười khinh bỉ, năm đó, ông già này đã có tính toán sâu khó dò rồi, làm việc cũng rất giải hoạt. Ta không ngờ, ông ta còn dám tính kế lên đệ tử của mình. Ngô Bình, cuối cùng thì ông ta muốn gì vậy sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn nhắm mắt, suy nghĩ một lát rồi cười mỉa mai, ông ta giỏi lập kế hoạch đấy. Trong kế hoạch của ông ta, sau khi con bắt được đan dược rồi sẽ lấy làm của riêng. Có lẽ, khi con làm như thế cơ thể sẽ bị đan dược kiểm soát rồi đánh mất ý thức. Sau cùng, cơ thể của con chính là của ông ta. Ngô Bình cười khổ, ông ta thấy thích cơ thể của con à. Không những là cơ thể, mà còn tu vi của con nữa và số mệnh khác người của con. Nguyên Thủy Đạo Tôn cười ngạo nghễ, đáng tiếc, ông ta không biết con là đệ tử của ta. Lão già đó muốn chết rồi. Ngô Bình chớp mắt hỏi, sư tôn muốn giết chết ông ta sao? Nguyên Thủy Đạo Tôn bình tĩnh nói, lúc trước lão già này còn sống cũng rất nham hiểm, đúng lúc cướp rất nhiều món rất hiếm. Đồ nhi tạm thời giả vờ thuận với ông ta đi, đợi bắt được đan dược kia rồi nói tiếp. Ngô Bình gật đầu nói, thưa sư tôn, con cảm thấy lò đan này là một pháp khí rất tốt,
người ngoài đi vào dù có xuất sắc đến đâu cũng sẽ bị nó chèn ép. Nguyên Thủy Đạo Tôn nói, lão già kia suy tính rất sâu xa, làm việc lại cẩn thận, nếu không nắm chắc 100% thì hắn ta sẽ không để lộ thân phận đâu. Ông ta đã nói thế chắc chắn, không sợ con chống đối với lão rồi. Sau khi anh giải thích vài câu, Nguyên Thủy Đạo Tôn đột ngột kết bí quyết bằng hai tay. Ngô Bình cảm thấy cơ thể và đạo anh trong cơ thể của mình đột nhiên có thêm một trận pháp này xuất hiện khí tức của Nguyên Thủy Đạo Tôn rất mờ nhạt. Ta vừa dùng thủ đoạn trong cơ thể của con, lúc con gặp nguy hiểm thì vi sư có thể dùng sức mạnh truyền cho con. Đến lúc đó, tu vi của con sẽ đạt đến hỗn độn bất trọng cảnh, nhưng chỉ giữ được mấy giây rồi sẽ yếu đi, nên con phải thoát khỏi nơi nguy hiểm đó nhanh nhất có thể. Ngô Bình chớp mắt vài lần, trận pháp này có thể sử dụng mấy lần thế sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn, dùng được 3 lần, với lại khoảng cách lần đầu tiên với lần sau là 1 ngày. Anh nhếch môi cười, đa tạ sư tôn đã quan tâm, có thủ đoạn của ông già như ngài trong cơ thể, con không còn sợ gì hết. Sau đó, anh lại nói, nếu như con tìm được đan dược đó, sư tôn có thể dùng nó đột phá lên cảnh giới cao hơn không? Gương mặt của Nguyên Thủy Đạo Tôn xuất hiện sự khinh bỉ, cái thứ bàng môn tà đạo. Nếu cảnh giới kia có thể đột phá dễ thế, thì đã có người đột phá từ lâu rồi. Sau đó, ông ấy gằn giọng nói, nhưng mà viên thuốc này có thể tăng tư chất, dùng nó luyện hóa ngoại thân cũng được. Đợi sau khi Đồ Nhi đạt đạo cảnh lục trọng, vi sư sẽ truyền luyện hóa thân vô thượng thủ đoạn cho con. Ngô Bình cười nói, tốt quá, cảm ơn sư tôn. Lúc này, Nguyên Thủy Đạo Tôn cười hỏi, sao Đồ Nhi lại phát hiện lão già kia kỳ lạ thế? Ngô Bình, ngay lần đầu tiên gặp ông ta, con đã cảm giác vừa khó chịu vừa căng thẳng. Khi con xoay người đưa lưng về phía ông ta, cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Sau đó con lập tức nghĩ, ông ta sẽ không sợ con lấy đan tinh làm của riêng sao. Nếu như ông ta không sợ, thì chắc chắn có nguyên nhân gì khác vậy nên con âm thầm bói một quẻ, kết quả là đại hung. Nguyên Thủy Đạo Tôn vuốt cằm, cười nói, con có thể cảm giác được nguy hiểm là rất tốt rồi. Sau đó, ông ấy lại nói, con có thể trả thù chuyện thiên gia. Bọn chúng đã động thì chúng ta phải chạm. Ông ấy lại dừng một chút, nói tiếp, con cũng biết, những nhóm mầm mống của ta đã thành lập Thái Thủy Hoàng Triều. Bây giờ, Thái Thủy Hoàng Triều đang chiến tranh với mấy dị tộc lớn xung quanh, gần đây cũng bị thiệt hại rất nặng. Nếu con rảnh thì đến đó giúp đi. Ngô Bình cười nói, lão già sư tôn nhà ngài cũng không thường quan tâm đến mấy chuyện Thái Thủy Hoàng Triều lắm đâu á. Nguyên Thủy Đạo Tôn lắc đầu, Thái Thủy Hoàng Triều cũng được. Hay hoàng triều khác cũng chẳng sao, dù sao đều mai mối cho người ta thôi. Sau khi vi sư cùng bàn bạc với mấy người hợp tác, đã biết được tương lai thiên giới sẽ xuất hiện, hơn nữa còn có một người vượt xa bọn ta ngang thiên đế xuất hiện, thống trị tam giới. Ngô Bình lắp bắp sợ hãi hỏi, chẳng lẽ là thiên gia? Nguyên Thủy Đạo Tôn lắc đầu, thiên gia đã tính là gì, đám đó có dã tâm nhưng không có nghĩa là thành công. Con đừng có hỏi nhiều, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngô Bình cũng không hỏi thêm, hai người nói chuyện mấy câu nữa anh đành rời khỏi cửa tiếp tục dùng lò đan luyện chế đan dược. Hiếm khi có thời gian rảnh luyện đan, dược liệu trong thiên đan phường lại phong phú, không luyện thì thôi chứ anh vừa luyện đã ra 7 lò đan dược. Khi trời về trưa, anh mới nghỉ một lát uống được vài chén trà, Thiên Tố Âm đã đến thăm. Lần này anh vừa gặp Thiên Tố Âm đã ngây cả người. Một người mập mạp đã trở thành một mỹ nhân tuyệt thế, chỗ nào cần phì thì phì. Chỗ nào cần ốm thì ốm, vô cùng tiêu chuẩn. Cô ấy nhẹ nhàng thi lễ với Ngô Bình, Lý đan sư luyện đan dược có tác dụng tốt lắm, bây giờ ta đã ở trạng thái tốt nhất rồi. Ngô Bình lấy hồn về, cười nói, đúng là ta đoán không sai, đông gia là giai nhân tuyệt sắc. Sau đó, anh lại lấy một lò đan dược vừa luyện xong. Đó là đạo môn đan mà Thiên Tố Âm nhờ anh luyện. Đạo cảnh thất trọng mở ra đạo môn, gọi là đạo môn cảnh. Một cảnh giới là một cánh cửa. Tu sĩ đạo cảnh trong thiên hạ tu vi đạt đến đạo môn cảnh hoặc trên anh chỉ chưa đến 1/1 vạn. So với đó, tu sĩ đạo cảnh lục trọng vạn hóa cảnh cũng chỉ chiếm hơn 0,03%. Nói cách khác, cứ chia đều hơn 300 tu sĩ vạn hóa cảnh, mới sinh ra một tu sĩ đạo môn cảnh. Thiên Tố Âm cầm đạo môn đan, gương mặt xinh đẹp như ngọc xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên, không ngờ ngươi luyện thành công đan, còn là đan tuyệt phẩm. Ngô Bình cười nói. Luyện viên thuốc này tốn kém nhiều hơn với các loại thuốc khác. Thiên Tố Âm cười nói, ta không quan trọng dược liệu, ta có rất nhiều dược liệu đủ để ngươi luyện chế đến 100 lò. Nói đến đây, cô ấy ném cho Ngô Bình một túi thuốc. Trong túi thuốc này chứa pháp khí dược liệu của Thiên Đan Phường,
giúp việc luyện đan thuận tiện hơn. Ngô Bình nói, ta đã đưa cho ngươi 30 viên đạo môn đan rồi. Thiên Tố Âm, đan dược này ta sẽ dùng tiền riêng để mua. Trên thị trường hiện tại, một viên đạo môn đan thượng phẩm giá khoảng 1 ức kho phiếu. Ngươi cũng đã luyện ra được đan dược tuyệt phẩm, nên giá cao hơn mấy lần. Thế thì ngươi trả giá đi. Ngô Bình cười nói, thế 10 tỷ kho phiếu đi. Thiên Tố Âm gật đầu, đưa cho Ngô Bình một túi tiền, trong đó có 30 tỷ kho phiếu. Ngô Bình nhận túi tiền, bật cười, Đông gia cũng hào phóng quá, ta chỉ nhận thôi. Trong một tháng, ta sẽ đưa cho ngươi 30 viên đạo môn đan nữa. Thiên Tố Âm, dược liệu thế này rất hiếm, thiên gia tích lũy 100 năm mới có nhiều như thế, Lý công tử đừng lãng phí đấy. Cô ấy không gọi Lý đan sư nữa mà đổi thành công tử, Ngô Bình cũng không quan tâm nói, ngươi cứ yên tâm. Thiên Tố Âm đành nói, trong kho thuốc của thiên gia có tích lũy rất nhiều dược liệu, nhưng không biết tên trộm chết tiệt nào lại hốt hết. Cũng may, đa phần dược liệu của thiên gia đều chuẩn bị trước một phần, chứ không ta thật không biết lấy cái gì cho ngươi luyện đan. Ngô Bình nghe cô ấy chửi mình là trộm lập tức khó chịu, lại muốn tăng giá đan lên một nửa. Đúng lúc này anh lại cảm thấy ngọc phù bên hông rung lên, âm thầm ngạc nhiên. Ngọc phù này do Tử Thanh Thánh Hoàng để lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Anh lập tức nói, ta còn có chút việc cần giải quyết, khi nào rảnh ta sẽ luyện đan cho Đông gia. Sau đó anh cầm đan dược, rời khỏi Thiên Đan Phường. Thoáng chốc, anh đi qua Thánh Môn đến gần Tử Kinh. Anh vừa đến đã chạy đến Thánh Hoàng Cung Điện, cơ thể của anh vẫn còn đang ở giữa không trung đã cảm thấy một luồng hơi thở chết chóc tràn ngập khắp không trung. Mà hơi thở chết chóc kia, lại truyền từ trong phòng của Tử Thanh Thánh Hoàng ra ngoài. Anh run rẩy, vội vàng hạ xuống trước cửa, không thèm gõ cửa cũng không quan tâm cung nữ cản, mà đẩy cửa đi vào. Lúc này Tử Thanh đang xếp bằng trên giường mây, giữa mi tâm của nàng có một vết kiếm, trong đó máu đen chảy ra. Trái tim của Ngô Bình nhói lên, hỏi, chị Tử Thanh, ai làm chị bị thương? Giọng của Tử Thanh Thánh Hoàng dịu dàng nói, tôi sợ không gọi cậu về, sẽ không thấy cậu nữa. Người làm tôi bị thương là Tổ Thần, Kiếm Đế, tôi mới tiến vào Thánh Hoàng cảnh tu vi cũng thua xa hắn ta. Nhưng hắn ta đã đến khiêu chiến, tôi là Thánh Hoàng của nhân tộc nên không thể từ chối. Tuy vậy, hắn ta cũng không có tốt hơn, tôi đã chặt đứt một cánh tay của hắn ta rồi. Ngô Bình nheo mắt nói, chị Tử Thanh yên tâm, thánh thần của chị bị thương thôi, tôi có cách chữa cho chị. Tử Thanh lắc đầu, vô dụng thôi, vết thương của nhất sát xanh kiếm này tồn tại suốt đời, chỉ cần tôi thả lỏng một chút thì sát ý sẽ lập tức bộc phát, mà tôi cũng sẽ tan thành mây khói. Trừ khi, đối phương thu lại kiếm ý này thì mới được. Ngô Bình nheo mắt. Nếu có thứ giúp tu vi của chị tăng lên trong đoạn thời gian ngắn, giúp chị đè ép được kiếm ý này không chỉ Tử Thanh. Tử Thanh cười nói, ít nhất tôi phải đạt đến chí thánh hoàng nhị cảnh mới được. Trong mắt của Ngô Bình hiện lên một tia quyết định, nói, chị Tử Thanh yên tâm. Lần này, chị không chỉ bình an vô sự mà tu vi còn sẽ tăng cao thêm một bước. Tử Thanh vô cùng kinh ngạc, đệ đệ, cậu muốn làm gì? Ngô Bình, nói tóm lại là tôi có biện pháp, chị... Chị chờ tôi trở lại. Nói xong, anh lập tức trở về thiên giới. Lấy càn khôn đan lô ra, anh lại đến gặp đan tổ một lần nữa, nói, tiền bối, đan tinh kia bây giờ đang ở đâu? Đan tổ cười nói, cái thứ kia bây giờ đang ẩn thân ở thế tục, nó hòa thành một bức tượng thần, nó cho rằng ta không tìm được nó, nhưng lại không biết rằng ta có thể cảm nhận được vị trí của nó. Ngô Bình, tiền bối, ta sẽ nhanh chóng tìm được đan tinh. Vì thế... Anh dựa vào sự chỉ dẫn của đan tổ, đi vào trong một vùng núi sông ở thế tục. Nơi này nằm ở sâu trong vùng núi phía tây nam, dân cư thưa thớt, ở lân cận chỉ có một cái trấn nhỏ và vài chục thôn xóm. Trong đó, cung phụng một sơn thần trên một ngọn núi, sơn thần này mặt xanh miệng rộng, mặc một cái áo giáp màu xanh bạc. Ngô Bình dừng ở trước ngôi miếu, chỉ thấy bên trong miếu có hương khói bay ra, vài thôn dân dâng hương vừa mới rời đi. Anh vừa tiến đến. Đã lập tức dựa theo đan quyết mà đan tổ đã truyền thụ, gương mặt của tượng thần kia đột nhiên trở nên vặn vẹo, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, liên tục giống giận. Nhưng đan quyết lại có thể khắc chế được nó lại hoàn toàn không thể động đậy. Đôi tay Ngô Bình mỗi giây biến hóa ra mấy trăm loại pháp quyết, từng đạo cấm chế rơi xuống, đan tinh lập tức từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một người nhỏ ngồi xếp bằng, cuộn tròn thành một quả bóng, toàn thân phát ra ánh sáng kỳ dị. Anh thu hồi đan dược. Lập tức bóp nát một đạo bùa chú, trong nháy mắt lập tức truyền tống đến bên cạnh Nguyên Thủy Đạo Tôn. Thỉnh sư tôn trấn áp đan tổ, anh lớn tiếng gọi.
Đan lô chấn động, bên trong truyền ra một tiếng hét giận dữ, tiểu bối, ngươi dám đối nghịch với lão tổ ta. Nguyên thủy đạo tôn giơ tay nhấn một cái, trong nháy mắt đan lô đã thu nhỏ lại, xung quanh hiện lên pháp trận cấm chết cực mạnh, ông lạnh nhạt nói, lão quỷ, ngươi có kêu cũng vô dụng thôi, nó là đồ đệ của ta. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn tính kế hắn, cuối cùng cướp lấy thể xác hắn sao? Dứt lời, đan lô lập tức biến mất, bị nguyên thủy đạo tôn trấn áp vào một thời không thần bí nào đó, nơi đó được ngăn cách với ngoại giới. Nguyên thủy đạo tôn hỏi, đồ nhi, con có tính toán gì không? Ngộ Bình, sư tôn, Tử Thanh bị cổ thần làm trọng thương, ta phải dùng viên đan này cứu mạng chị ấy. Nguyên thủy đạo tôn nhíu mày, con muốn để cô ấy từ bỏ thể xác. Ngộ Bình nói, đan đạo của đan tổ vô cùng cao minh, nhưng lại đi vào đường tà đạo. Thật ra viên đan này cũng không hề tầm thường, con có thể luyện chế một lần nữa, có được một viên hiệu quả như đan dược giúp người niết bàn trùng sinh. Hiệu quả của nó, còn phi thường hơn so với đoạt xá người khác. Nguyên thủy đạo tôn, vậy con có thể làm được không? Ngộ Bình nhìn về phía Nguyên thủy đạo tôn, nói, sư tô, con muốn mượn pháp lực của người dùng một chút. Luyện chế loại đan này, dẫu sao cũng cần phải có tu vi như sư tôn mới được. Nguyên thủy đạo tôn cười nói, có thể, chỉ là con có thể khống chế được sức mạnh của vi sư sao? Ngộ Bình gật đầu, đệ tử có thể thử một lần. Nguyên thủy đạo tôn, vậy được, con muốn làm cái gì, vi sư sẽ toàn lực phối hợp. Ngộ Bình, sư tôn, chúng ta ra bên ngoài đi. Thầy trò hai người đi vào một ngọn tiên sơn, có không ít đệ tử của Ngọc Kinh Tiên Cung đi ra xem nào nhiệt, trong lòng thầm nghĩ không biết đạo tôn và thất tổ đang làm chuyện gì. Đệ tử của Nguyên thủy đạo tôn không biết đã có được bao nhiêu, Ngộ Bình là đệ tử thứ bảy, đương nhiên là tổ sư của bọn họ, cho nên, không ít người đều gọi anh là thất tổ. Ngộ Bình bay lên giữa không trung, khẽ gật đầu với Nguyên thủy đạo tôn. Sau đó duỗi tay ra, một luồng sức mạnh huyền diệu vô thượng, cuồn cuộn bát ngát xuất hiện ở bên trong cơ thể của Ngộ Bình, khiến cho Cửu Liên Đài và Thiên Mệnh Tháp bên trong cơ thể anh đều chấn động cùng một lúc, từng thứ phóng ra một luồng sức mạnh, cùng bị điều khiển bởi Ngộ Bình. Lúc này, khí tức của Ngộ Bình đã đạt đến mức vô thượng huyền diệu, vô thượng đại đạo bên trong cơ thể của anh cũng theo đó mà hoạt động, chỉ thấy anh duỗi tay ở trong không trung một chút, hư ảnh của một cái đan lô cực lớn hiện ra. Sau đó, anh mở thánh môn ra, phía trên không trung của đan lô xuất hiện một cánh cửa cực lớn, thánh môn mở ra, khí tức của thánh cổ đại lục rơi xuống như thác nước. Ngộ Bình bay đến phía trên đan lô, sử dụng cơ thể của mình làm trọng yếu, hấp thu đại đạo của hai giới, sau đó, hội tụ ở vô thượng đại đạo bên trong cơ thể. Bây giờ, anh mượn sức của Cửu Liên Đài, Thiên Mệnh Tháp, còn có sức mạnh của Nguyên Thủy Đạo Tôn, cách thức nghịch thiên này, trong chớp mắt đã ngưng tụ ra được thiên lượng vô thượng đại đạo. Sức mạnh của vô thượng đại đạo rót vào bên trong đan lô, anh cao giọng nói, thiên địa là lò đan, tạo hóa là công, âm dương là than, vạn vật là đồng. Ầm ầm, hai giới chấn động, hư ảnh của đan lô sáng lên, phía bên ngoài của lò xuất hiện 10 vạn phù văn, quay nhanh, giống như đang chảy ngược thời gian theo sự vận hành của đan lô. Một lát sau, Ngộ Bình đem viên đan dược kia ném vào bên trong đan lô. Răng rắc, đan lô dập nát, hóa thành một mảnh ánh sáng. Anh biến hóa đan quyết, mượn thiên địa làm lò, âm dương làm hỏa, sức mạnh cường đại của Nguyên Thủy Thiên Tôn để luyện chế đan dược một lần nữa. Chưa được bao lâu, bên trong đan lô lại ngưng tụ ra một viên đan dược một lần nữa, viên đan dược này là một cửu phẩm liên đài, bên trên ngưng tụ một bảo bảo tháp 9 tầng, xung quanh hiện lên 1 tỷ hư ảnh thần ma, tất cả đều phát ra lời phúc lành, quỳ bái. Viên đan dược này, hấp thu khí tức của vô thượng đại đạo, đã sớm thoát thai hoán cốt. Đã hoàn toàn không thể so với khả năng luyện đan của đan tổ. Dẫu sao đan tổ cũng không thể nào chạm đến vô thượng đại đạo, nhưng Ngộ Bình thì có thể. Qua một canh giờ sau, đan dược đã ngưng tụ hoàn toàn, trong không trung bỗng nhiên hiện lên mấy chục gương mặt, mỗi một gương mặt đều vô cùng khổng lồ, phóng ra khí tức khủng bố. Bọn họ có sinh linh hỗn độn, có cường giả cảnh giới hỗn độn, còn có viễn cổ ma thần. Thậm chí, còn có gương mặt nào đó đến từ một thời điểm nào đó ở tương lai. Ngộ Bình hoàn toàn ngó lơ, vung tay lên, một luồng khí tức vô thượng phóng ra, bên ngoài Ngọc Kinh Tiên Cung lập tức xuất hiện một quầng sáng, ngăn cách tất cả khí tức ở bên ngoài. Những đại năng đó cũng không thể nào nhìn trộm, bọn họ thậm chí không thể xuyên qua quầng sáng, trên mặt từng người đều lộ vẻ kinh hãi. Đan dược vừa thành, trong hư không lập tức rơi xuống hàng tỷ điện quang kia vô cùng khủng bố, bất kỳ một tia nào cũng có thể đánh chết sinh linh hỗn độn.
Trên mặt của Nguyên Thủy Đạo Tôn không có biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt nói, hóa ra là vô thượng đạo kiếp, xem ra cảnh giới của viên đan dược này còn trên cả ta. Đan dược bị cuốn vào bên trong khoảng lô đình, đã trải qua 15 phút được lôi điện tẩy lễ, sau đó mới từ từ rơi xuống trong tay của Ngô Bình. Ngô Bình cầm lấy đan dược, gật nhẹ đầu với Nguyên Thủy Đạo Tôn, lại thêm một lần nữa, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh bên trong cơ thể rút ra ngoài như thủy triều, thứ rút ra còn có vô thượng đại đạo mà Ngô Bình đã hấp thụ. Ngô Bình cảm thấy cơ thể của mình trống rỗng, lập tức dừng ở đỉnh núi, sắc mặt tái nhợt. Nguyên Thủy Đạo Tôn cảm giác một luồng sức mạnh vô thượng đại đạo vận chuyển vào bên trong cơ thể ông, luồng năng lượng này tuy đối với ông mà nói cũng không nhiều lắm, nhưng giống như trong đêm đen thấy được một tia chớp, vô cùng bắt mắt. Lấy thực lực cường hãn của ông, gần như không có cách nào khống chế, cần phải có một khoảng thời gian để thuần hóa nó. Trên mặt ông lộ ra vẻ kinh hãi, nói, quả nhiên là vô thượng đại đạo. Đồ nhi, con đưa cho vi sư một phần đại lễ. Ngô Bình cười nói, sư tôn, luồng sức mạnh này, hẳn là trên hỗn độn mới có thể lĩnh hội được. Có nó, lão nhân gia ngài có thể đột phá được không? Nguyên Thủy Đạo Tôn cười nói, vi sư tu hành nhiều năm, tu vi đã gần như viên mãn. Có nó, ít nhất có thể đạt bước một của cái cảnh giới kia. Ngô Bình, bước đầu tiên sao? Nguyên Thủy Đạo Tôn, cái cảnh giới kia quá mức huyền diệu, muốn đạt đến nó, nhất định phải đi được ba bước, hơn nữa, bước kia là quan trọng nhất. Ngô Bình cười nói, có thể đột phá, ít nhất thì không tổn hại gì. Nguyên Thủy Đạo Tôn, đồ nhi, ngươi mau đi cứu vợ của ngươi đi, vi sư cũng muốn bế quan mấy ngày. Ngô Bình bái Nguyên Thủy Đạo Tôn, sau đó bay vào thánh môn, lại trở về Tử Kinh. Thánh Hoàng Tử Thanh lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, sắc mặt bình tĩnh, cô đang đợi Ngô Bình. Bên cạnh, có một cung nữ nhẹ giọng, nói, bệ hạ, công tử nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Tử Thanh Thánh Hoàng nhẹ nhàng thở dài, nói, không biết ta có thể kiên trì đến khi đệ ấy trở về hay không. Cung nữ, bệ hạ nhất định sẽ không có chuyện gì. Công tử nhất định có thể đuổi đến. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mắt của Tử Thanh. Người này chính là Ngô Bình, anh lấy ra một viên đan dược và cười nói, chị Tử Thanh uống viên thuốc này xong, chút kiếm khí này hoàn toàn không là thứ gì cả. Tử Thanh Thánh Hoàng nhận đan được, đôi mắt đẹp vừa hiện lên sự ngạc nhiên và vui sướng, đan dược này là gì? Khí tức của nó còn mạnh hơn cả ta. Ngô Bình, viên đan dược này do cậu tình cờ lấy được, tạm thời gọi nó là tạo hóa đan. Lúc này, Tử Thanh Thánh Hoàng đã uống tạo hóa đan. Một lát sau, khí tức quanh cơ thể của cô ấy lập tức bắn ra mạnh đến đáng sợ hóa thành một đường cầu vồng, phóng thẳng lên trời. Trên không trung của Tử Kinh, Tử Thanh Thánh Hoàng hóa thành bóng ảo cao 10 vạn, khí tức vô thượng trong cơ thể bắn ra, vết thương trên mi tâm của cô ấy nhanh chóng khép lại. Sau đó, một kiếm khí trong cơ thể của cô ấy nổ tung, nhưng thoát cái lại tắt lịm và không còn gây tổn hại được nữa. Trong khi Tử Thanh Thánh Hoàng hô hấp, đất trời chuyển máu, khí tức nâng cao lên một bước. Cô ấy có thể cảm nhận được, bản thân nhẹ nhàng đột phá lên Thánh Hoàng nhị cảnh. Thoáng chốc, Tử Thanh Thánh Hoàng quay lại nội cung của mình, mỉm cười nói với Ngô Bình, cậu lại cứu ta một mạng nữa rồi. Ngô Bình chớp mắt vài lần, nói, chị Tử Thanh không biết, trước kia đan tổ còn muốn sử dụng viên thuốc này để thăng cấp lên trên Thánh Hoàng nữa đấy. Nhưng hôm nay viên thuốc này đã có tác dụng mạnh hơn trước đó, tương lai chắc chắn chị Tử Thanh có thể đột phá. Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói, ta có thể cảm giác được sự thay đổi của cơ thể mình, đoán chừng trong một năm nữa, chắc chắn ta có thể đạt đến Thánh Hoàng tam cảnh rồi. Trước đó, Ngô Bình đã dùng sức mạnh của mình luyện đan nên cơ thể đã tổn hại rất nhiều. Hiện tại, anh nhìn thấy Tử Thanh đã an toàn rồi, mới thở dài nhẹ nhõm cong môi nói, ta đi ngủ một giấc đây chị Tử Thanh, bây giờ ta mệt quá rồi. Tử Thanh Thánh Hoàng xoa mặt anh, bảo anh nằm lên chân mình, dịu dàng nói, cậu cứ ngủ ở đây đi. Ngô Bình đã rất mệt rồi, anh cười đáp rồi mi mắt cứ thế đóng lại rồi rơi vào giấc ngủ say. Anh vừa ngủ một giấc, đã mất 3 ngày 3 đêm. Lúc anh tỉnh dậy, đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Anh mở mắt ra, đập vào mắt chính là Tử Thanh đã mỉm cười nhìn mình. Anh duỗi thẳng lưng đã uể oải, nhân cơ hội xung quanh không có ai, lại thò tay vào trong quần áo của Tử Thanh Thánh Hoàng. Tử Thanh Thánh Hoàng gần giọng hỏi, cậu làm gì đấy? Ngô Bình gần lại. Chị Tử Thanh, chị đừng cho là không biết, đêm hôm đó chúng ta chưa từng chung giường. Gương mặt của Tử Thanh Thánh Hoàng hốt hoảng trắng bệch ra, nhưng vẫn để mặc anh muốn làm gì thì làm. Một lát sau, Ngô Bình lại càng muốn đòi hỏi nhiều hơn, đè Thánh Hoàng trên giường.
Sau cuộc vui, Tử Thanh thở hồng hộc trong ngực của anh. Anh lấy ra một viên Hiền Vương đan, cười nói, chị Tử Thanh, ta đã luyện ra Hiền Vương đan rồi. Mấy ngày qua, ta cũng luyện số lượng rất nhiều, có nó rồi, chị Tử Thanh có thể ngưng tụ nhân tâm. Tử Thanh nhẹ nhàng gõ lên đầu anh nói, ta không ngờ cậu lại luyện ra nhanh như thế. Ngô Bình, trước đó, ta luyện chế ra thánh kiếp đan nên có thể tăng cao tỷ lệ thành công của thánh kiếp. Nhưng mà, nó chỉ phụ trợ cho công lực thôi. Tử Thanh nói, đúng thế, ngưỡng cửa giữa Hiền Vương với thánh nhân quá cao. Bình thường thì hơn 3.000 nhân vương mới sinh ra một thánh nhân, mà thánh nhân mới chỉ là người có chiến lực quan trọng nhất trong nhân tộc, tương đương với cường giả cấp bán bộ hỗn độn. Ngô Bình, đúng thế, nên ta muốn luyện chế ra bộ thánh đan để tăng tỷ lệ thành công từ thánh nhân thăng chức lên Hiền Vương. Tử Thanh là thánh hoàng, cũng phải ngạc nhiên về điều này, có đan dược như thế sao? Ngô Bình, trong phương thuốc cổ có nhắc đến, cộng vào đó ta còn lấy dược từ đan tổ ra nhận được sự hướng dẫn. Ông ta có thể luyện chế ra được hỗn độn thần đan, nên ta cũng có được hướng dẫn rõ ràng hơn. Tử Thanh nói, nếu cậu có thể luyện ra bộ thánh đan, thì nhân tộc chúng ta sẽ quật khởi trong vòng 3 năm đến. Ngô Bình, ta sẽ dốc toàn lực để điều chế. Hai người cứ dính lấy nhau, cả ngày không ra khỏi cửa. Nhưng Thánh Hoàng không ra ngoài vài ngày, thì trong triều lại nảy ra nhiều suy đoán. Cũng may, xế chiều hôm đó cuối cùng Thánh Hoàng đã xuất hiện. Các quan đại thần thấy Thánh Hoàng đã an toàn, lập tức yên tâm. Ngay ngày hôm đó, Thánh Hoàng cũng tuyên bố thành lập Tử Thanh Thánh Quốc, sắc phong một nhóm chúa tể, đại thánh, cổ thánh. Trong đó Ngô Bình với vài chúa tể đều được chia cho một khu vực lớn, sắc phong là Đông Vương, thay mặt Thánh Hoàng trấn giữ Tây Vực. Địa bàn của Ngô Bình là nơi giàu có nhất, tính từ Kim Ngô Thành ra 800 vạn dặm hướng Đông, 900 vạn dặm hướng Nam Bắc đều là địa bàn của Ngô Bình. Đương nhiên bên trong khu vực này còn có rất nhiều dị tộc, Ngô Bình dùng lợi thế là Đông Vương uy hiếp dị tộc, bảo vệ nhân tộc trong lãnh thổ quốc gia. Chức trách của anh, giống hệt như Thánh Vương. Lý Thần Đồ được chia ra đóng ở cửa phương Bắc, chèn ép biên cương phía Bắc và đấu với dị tộc mạnh mẽ nhất. Thuần Vu Cự Tử được điều trấn giữ cửa phía Nam, đe dọa dị tộc phía Nam, Trần Hoài Long được cử ra trấn giữ ở cửa phía Tây, chống lại cuộc xâm lược dị tộc Tây Vực xâm lược. Tử Thanh Thánh Hoàng sử dụng thủ đoạn vô thượng, rời toàn bộ Đông Đô của Kim Ngô Thành ra phía Đông 500 vạn dặm. Vị trí mới của Đông Đô tốt hơn cả vị trí ban đầu, rồi để Ngô Bình quản lý Đô Thành. Ngô Bình vừa đến Đông Đô đã cảm thấy chân tay bên cạnh không đủ, lập tức mời Triệu Vân Cơ và Liễu Mị đến. Đồng thời, để Thần Chiếu, Phương Lập giúp họ quản lý Đông Đô. Thân phận của Ngô Bình tương đương với quốc vương, xung quanh Đông Đô đều là con dân của hắn. Cùng lúc đó, bên cạnh nhân tộc cũng có vài thánh nhân, hiền giả cũng đến bái kiến Đông Vương và trở thành thuộc hạ của anh. Hiền giả, thánh nhân, đại thánh đều là những người có được trí tuệ rất cao. Họ thống trị thiên hạ. Chắc chắn không còn điều gì tốt hơn, vậy nên Ngô Bình làm Đông Vương cũng không cần quan tâm đến cái gì hết. Trừ khi gặp chuyện lớn, họ mới cần anh đưa ra kế hoạch quyết định. Trong nhóm cổ thánh đến bái kiến, có một người tên là Dương Giác, trước đó người này đã từng có một thời gian thay mặt Thánh Hoàng quản lý tại địa phương như một vị quan. Hắn ta dâng lên Ngô Bình một tấm bản đồ, trên bản đồ không chỉ vẽ có địa bàn của hắn ta mà còn có địa bàn rộng lớn bên ngoài. Bản đồ này vẽ ra rất kỹ càng. Dị tộc nào ở nơi nào, nguyên liệu tư chất nào dư thừa, hoàn cảnh ra sao đều được đánh dấu rất rõ ràng. Ngô Bình có được tấm bản đồ này lại vô cùng vui sướng, anh nhìn nó một lúc mới phát hiện có một thần quốc ở phía nam, tên là Thiên Nguyệt Thần Quốc. Mà hiện tại, diện tích của Thiên Nguyệt Thần Quốc lại lớn hơn với địa bàn anh đang sở hữu, cộng vào đó sản vật rất phong phú, đồng bằng phí như màu mỡ dài hơn 1.000 dặm, văn hóa và kinh tế nơi đó đều làm ăn rất phát đạt. Anh hỏi cổ thánh Dương Giác. Dương Thánh có biết Thiên Nguyệt Thần Quốc thành lập bao lâu rồi không? Và, họ thờ Nguyệt Thần sao? Dương Giác nói, thưa Vương gia, Thiên Nguyệt Thần Quốc đã thành lập hơn 2 vạn năm rồi, trong giai đoạn đó tuy vua có thay đổi nhưng lãnh thổ của quốc gia vẫn liên tục bành trướng ra. Vương gia không những đề phòng dị tộc xung quanh, còn phải để ý đến Thiên Nguyệt Thần Quốc nhiều hơn. Thần quốc này có 1.000 vạn đại quân, tất cả đều là lính tinh nhuệ. Đặc biệt trong đó có đội quân tên là Thiên Nguyệt Quân. Chiến lực của họ vô cùng khủng khiếp, có thể diệt được rất nhiều dị tộc mạnh mẽ đấy. Ngô Bình hỏi, quan hệ của thần quốc với nhân tộc chính thống ra sao? Đôi bên chưa bao giờ ưa nhau. Dương Giác giải thích, trước kia, nhân tộc thiếu thánh hoàng trấn giữ, thần quốc đã có cổ thần làm chỗ dựa nên bọn chúng khinh bỉ chúng ta vô cùng, thậm chí đã từng xảy ra binh biến.
Hiện tại lãnh thổ của Thiên Nguyệt Thần Quốc đang nắm giữ, hơn một nửa là thâu tóm nơi ở cũ của nhân tộc. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có Thánh Hoàng rồi, thần quốc kia cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngô Bình cười lạnh, cũng thú vị đấy chứ, khi nào rảnh ta phải đến thăm Thiên Nguyệt Thần Quốc một chút mới được. Dương Giác nói, nơi mạnh nhất của Thiên Nguyệt Thần Quốc không nằm ở quốc chủ, mà nằm ở thần miếu. Đặc biệt là Đại Tế Ti, tên này có được thực lực được truyền thừa từ Nguyệt Thần. Ngô Bình lại chỉ tay lên bản đồ, trên đó có một ít dấu biểu hiện cho khu vực khoáng sản và hỏi, những dấu hiệu đánh dấu tài nguyên khoáng sản này, đắt lắm hả? Dương Giác gật đầu, mời vương gia nhìn xem, ở đây có một mỏ vàng khổng lồ, số lượng vàng ở trong đó cũng vô cùng dồi dào. Thần kim tương đối khan hiếm ở Thánh Cổ Đại Lục, nên chúng thường sẽ dùng chế tạo ra thù tệ. Đôi mắt của Ngô Bình sáng lên hỏi, thì ra tệ đúc từ thần kim này. Bây giờ, mỏ vàng này thuộc về chúng ta hả? Dương Giác, khu vực quặng này đang bị ba thế lực lớn chiếm đóng, thứ tự đó là dị tộc, Thiên Nguyệt Thần Quốc và Thần Thánh Thương Hội. Ngô Bình nhíu mày, một mỏ vàng lớn như thế lại bị dị tộc chiếm cứ không nói, ngay cả lãnh thổ thuộc về nhân tộc cũng bị Thần Thánh Thương Hội chiếm. Giác Dương, trong cổ đông của Thần Thánh Thương Hội có một đại thần, vài thượng thần, còn có rất nhiều đại thánh và cổ thánh. Ngô Bình cười mỉa, Thánh Hoàng trị thiên hạ, nên quyền lấy quặng này phải thu hồi. Dương Giác, vương gia định ra tay với Thần Thánh Thương Hội sao? Ngô Bình, không, đầu tiên, chúng ta sẽ dùng dị tộc khai đao. Ngươi kể cho ta nghe xem, lai lịch của đám dị tộc này ra sao? Dương Giác gật đầu, thưa vương gia, dị tộc chiếm mỏ vàng chính là Xích Ma tộc, có thể gọi là cổ ma Xích Mông. Ngô Bình lại nhớ đến lúc Tử Thanh thăng chức lên Thánh Hoàng lại có một cổ ma đến phá rối cũng may vẫn có thể chống chọi được. Anh cười khinh nói, Xích Ma tộc đã ngăn cản Thánh Hoàng thăng chức. Còn chiếm mỏ vàng của chúng ta thế thì cần gì phải khách sáo với bọn chúng. Dương Giác, thưa vương gia, binh tướng bên Đông Đô không có nhiều. Nếu ngài muốn ra tay, e là phải chờ một đoạn thời gian nữa. Ngô Bình lập tức bổ nhiệm một đại thánh phụ trách binh mã, người này tên là Diệp Thánh Hầu rất am hiểu về trị quân. Anh lệnh cho Diệp Thánh Hầu chiêu mộ binh lính xung quanh Đông Đô. Diệp Thánh Hầu là một nam tử trung niên cao lớn oai vệ, khí tức rất mạnh mẽ. Ngô Bình cảm giác hắn ta chắc chắn có cơ hội thăng chức lên Thánh Vương. Địa bàn của Ngô Bình rộng tương đương với một vương quốc, cho nên hiện tại hoàn toàn dựa theo các quan võ quen thuộc chọn ra một nhóm trị quốc, giống như thành lập Tam Tư, Lục Bộ, Cửu Viện. Tam Tư là bộ kiểm tra tư pháp, dân quyền. Trong đó dân quyền thu thập yêu cầu và ý kiến của dân chúng, để thi hành quy tắc dân sinh và chế độ tư pháp. Lục Bộ theo thứ tự là Bộ Binh, Hình Bộ, Hộ Bộ, Lại Bộ, Công Bộ. Cửu viện theo thứ tự là Trị An viện, An cư viện, Giao thông viện, Thương mậu viện, Nông mục viện, Khai quảng viện, Văn giáo viện, Tiểu viện, Ngoại giao viện. Ngoài ra còn sắp đặt ngữ sử, thập nhị khoa, tứ vệ. Nhưng đa phần trong số đó vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, sẽ phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể thành lập chính thức được. Diệp Thánh Hầu vừa nghe nói phải chiêu mộ binh, lập tức đưa ra ý kiến, thưa vương gia, chuyện chiêu mộ binh rất dễ. Chỉ cần có tiền và lương thực thì thần hứa trong vòng 3 tháng sẽ huấn luyện ra một đội quân có sức chiến đấu mạnh cho ngài. Chuyện thu nhập thuế của vương quốc vẫn chưa bắt đầu, nên tất cả bộ tư đều không có kho quỹ. Chuyện này rất khó với người khác, nhưng tiền lại chỉ là chuyện nhỏ với Ngô Bình. Anh hỏi, 500 vạn binh cần bao nhiêu tiền? Diệp Thánh Hầu nói, 100 vạn đại quân sẽ tổn 20 tỷ thánh thủ để mua lương thực cho quân trong mỗi tháng 600 thánh thủ chi cho các quân nằm vị trí cốt cán. Sửa chữa và rèn chiến giáo, chữa bệnh cho các quân, con số này vẫn chưa tính đến tiền thay trang bị vô cùng đắt đỏ. Nói về trang bị, nếu là tướng tinh nhuệ thì cần 100.000 tỷ thánh thù để đầu tư cho 100 vạn đại quân trong giai đoạn ban đầu. Ngô Bình, người cứ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, tính chi tiêu phát sinh liên tục ra thì cần bao nhiêu tiền? Diệp Thánh Hầu, nếu như luyện 500 vạn binh tinh nhuệ, thần cần phải 20.000 tỷ và 50 triệu thánh thù vào năm đầu tiên. Nhưng nếu có chiến lực, phải tiêu hao gấp mấy lần con số đó. Ngô Bình gật đầu, được, ta sẽ đưa cho ngươi 2.500.000. Anh vừa nói xong đã đưa ra một đống hiền vương đan, viên cao nhất cũng vài trăm nghìn tỷ thánh thù. Chút tiền đó, cũng chẳng thấm thía vào đâu với ngân sách hiện tại. Nhưng mà Tam Tư, Lục Bộ, Cửu Viện có chỗ nào không cần tiền chứ? Diệp Thánh Hầu này vừa mới đến đã được phong chức còn đòi tiền. Ban đầu, Ngô Bình không cảm thấy gì. Dù sao, anh không thiếu tiền, nhưng từ từ anh phát hiện ra tiền của mình tiêu không rõ ràng. Hết cách,
anh đành đi tìm Tử Thanh Thánh Hoàng, cầm 20.000 tỷ thánh thủ quay về. Lúc này, mới đủ. Ngô Bình lập tức nhức đầu một lúc, vương quốc hiện tại của anh đúng là quái vật nuốt vàng. Anh vừa ngồi lên vị trí Đông Vương, đã biến thành kẻ nghèo rất mồng tơi rồi. Anh không có hứng thú trị quốc, nên giao hết công việc cho nhóm thánh hiền kia đi làm. Đa phần mọi chuyện sau này, anh đều luyện đan và tu luyện. Trước đó lần đầu tiên, anh mượn lực lượng của Nguyên Thủy Đạo Tôn hấp thu thiên lượng vô thượng đại đạo. Mặc dù bộ phần lớn của những lực lượng đó đã dùng hết rồi, nhưng cơ thể anh cũng đã tự hấp thu 1-2%. Những lực lượng vô thượng đại đạo này luôn ở trong cơ thể của anh, đương nhiên đã bị anh hấp thu hết, nhờ đó mà thể chất của anh cũng lại tăng lên rất lớn. Mà lực vô thượng đạo tăng mạnh cũng kích thích tộc cấm kỵ trong cơ thể của anh. Cấm kỵ của anh đã đạt đến cửu trọng từ lâu, thuộc về đại thiên cấm kỵ. Trong khoảng thời gian này, nó lại đột ngột tăng mạnh lên và đạt đến thập trọng cấm. Thập trọng cấm kỵ thuộc về trung cấp đại thiên cấm kỵ, cấp cấm kỵ này rất khó để đạt được. Trong lịch sử nhân tộc, người luyện quá đại thiên cấm kỵ cũng chỉ đạt đến vài ngàn, họ đều là những người có thành tựu cực kỳ cao. Cấm kỵ càng mạnh, Ngô Bình càng rõ hơn về cấm kỵ của mình. Cấm kỵ của anh không chỉ có được một năng lực, nhưng tại anh dùng khá ít. Hiện tại, anh đã có được thập trọng cấm nên có thể luyện chế ra cấm kỵ đan mạnh hơn. Bước tiếp theo, anh chuẩn bị luyện chế bộ thánh đan. Vài ngày liên tục, anh vừa thử luyện chế vừa tham khảo hỗn độn thần đan và miếng đanh tinh, rồi lợi dụng dược liệu cấm kỵ và lực cấm kỵ của mình, cuối cùng cũng luyện ra được một lò bộ thánh đan. Sau mấy ngày hoàn thiện nữa, phẩm chất của đan dược dần dần đạt đến thượng nhất phẩm. Tuy rằng khoảng cách đến cực phẩm vẫn cách một đoạn, nhưng thượng nhất phẩm đan dược vẫn rất hiếm gặp. Nhưng do cấm kỵ của anh tăng lên, nên chắc chắn tương lai anh có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, thậm chí là tuyệt phẩm đan dược. Sau khi đan dược được luyện thành công, anh cầm 10 viên thượng nhất phẩm bộ thánh đan đến tìm Tử Thanh Thánh Hoàng. Tử Thanh Thánh Hoàng vừa thấy đan dược vừa mừng vợ sợ, nàng ấy gọi một nữ quan lên. Người này phụ trách quản lý cung nữ, cấp đã đạt đến nhân vương cảnh, luôn ở bên hầu hạ nàng ấy. Nữ quan uống viên đan dược này vào, khí tức của cơ thể lập tức thay đổi. Chưa đầy một phút, khí tức cấm kỵ đã tràn toàn thân, chứng minh người này đã đột phá thẳng đến thánh nhân. Sau đó, thánh kiếp xuất hiện, nữ quan đó lập tức bay lên không trung độ kiếp. Tử Thanh Thánh Hoàng thấy hình ảnh đó, lập tức cười nói, em trai này, viên thuốc này có tỷ lệ cao về việc thăng chức không? Ngô Bình, tùy người, nếu người đó có tư chất tốt thì tỷ lệ thăng chức sẽ cao lên một chút. Còn nếu tu vi quá yếu, thì xác suất thành công rất thấp. Nói chung, nhân vương uống viên thuốc này vào cũng có cơ hội thăng chức thánh nhân. Nếu nữ quan này cũng thế, thì có 90% cơ hội vượt qua thăng chức. Tử Thanh vô cùng vui mừng nói, như thế thì 10 người nhân vương, có thể sinh ra được một thánh nhân. Xác suất thành công có thể tăng lên gấp 300-400 lần rồi. Ngô Bình, có thể uống viên này với thánh kiếp đan, nó sẽ giúp tăng xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Tử Thanh, ta không cần nhiều đâu. Mỗi năm, cậu giúp ta luyện chế ra 2.000 viên bộ thánh đan, 2.000 viên thánh kiếp đan có được không? Ngô Bình, chuyện này dễ mà. Đồ của chị muốn, đương nhiên ta sẽ dốc hết sức lấy về rồi. Anh lại hỏi, hiện tại biên giới của Tử Thanh Thánh Quốc chúng ta, có bao nhiêu thánh nhân vậy chị Tử Thanh? Tử Thanh, hơn 10 vạn thánh nhân, nhưng số lượng này đều tích góp từng chút một trong mấy ngàn năm qua. Nhưng có những đan dược này rồi, mỗi năm nhân tộc của chúng ta có thể sinh ra 2.000 thánh nhân rồi. Sau 100 năm nữa, chúng ta có hơn 10 vạn thánh nhân. 1.000 năm tới, có trên 100 vạn thánh nhân. Ngô Bình gật đầu, chị Tử Thanh có thể đưa đan dược này cho những người có tư chất tốt dùng, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Tử Thanh, chuyện đó đương nhiên rồi, người uống viên thuốc này vào sẽ có cơ hội thăng chức thánh nhân thành công, nên cơ hội này không thể thấp hơn 80%. Ít nhất, cũng đạt đến 90%. Ngô Bình nói, thế chị Tử Thanh để cho những người mới thăng chức lên thánh nhân đến chỗ ta hết đi. Một thời gian nữa, ta muốn ra tay với Sigma tộc. Trước đây, Sigma tộc có ý phá rối chị Tử Thanh thăng chức thánh hoàng đấy, ta muốn cho bọn nó một bài học. Tử Thanh gật đầu, được. Bốn vị chúa tể thăng chức thành công, ta sẽ cử hai người đến giúp đỡ cậu. Phải rồi, còn có cấm thiên đan. Ngươi hãy luyện chế một ít giúp ta, nhân tộc cần nhiều thánh vương hơn nữa. Ngô Bình cười nói, chị Tử Thanh còn muốn có người thăng chức lên chúa tể à? Tử Thanh, trong 3 ngày, phải có 4 đại thánh thăng chức. Ngô Bình gật đầu, chị Tử Thanh cứ yên tâm, ta sẽ luyện chế thêm cấm thiên đan mới, hiệu quả sẽ tốt hơn trước đây.
Ngô Bình nhận nhiệm vụ, lập tức về luyện đan. Đặc biệt là cấm thiên đan, anh luyện chế ra đầu tiên. Mặt khác, anh còn muốn nhanh chóng luyện chế ra 1.000 viên bộ thánh đan nữa. Bộ thánh đan rất khó luyện, một ngày anh luyện ra 5 lò thì 20 viên đan dược, 1.000 viên cần mất gần 2 tháng. Nhưng mỗi ngày, anh lại cử người đưa đan dược vào cung nên mỗi ngày có hơn 10 đến 20 người thăng cấp lên thánh nhân. Những người vừa thăng cấp lên thánh nhân đều đến đăng ký vào Đông Đô, gia nhập đội dưới trướng của Diệp Thánh Hầu. Suốt nửa tháng, Ngô Bình có hơn 200 thánh nhân dưới trướng. Mặt khác, anh đưa cho Diệp Thánh Hầu một viên cấm thiên đan, hắn ta lập tức thăng cấp làm chúa tể, sức mạnh cũng tăng cao hơn. Cùng lúc này các địa phương còn lại, có 3 đại thánh thành công thăng cấp lên chúa tể. Ban đầu 4 người đến giúp đỡ, nhưng có một người tu sĩ là một cổ thánh thăng cấp thất bại, cũng may được Tử Thanh Thánh Hoàng cứu giúp, không lo đến tính mạng nhưng tu vi đã bị hao mòn. Ngô Bình liên tục luyện đan 20 ngày, cũng ngán ngẩm. Vì vậy, anh sắp xếp bên dưới rồi quay về thiên giới. Anh vừa đến thiên giới, lại bất chợt nghe được tin tức đáng ngạc nhiên. Bước đi của Nguyên Thủy Đạo Tôn đã truyền khắp thiên hạ, oanh động cả tam giới. Ngô Bình đến bái kiến sư tôn trước, chúc mừng ông ấy đã thăng cấp. Lúc này các đệ tử khác của Nguyên Thủy Đạo Tôn đều có mặt, Ngọc Kinh Thiên Cung vô cùng náo nhiệt. Anh thấy trong tiên điện nhiều người quá, nên không muốn vào mà đến quảng trường bên ngoài đại điện chờ người muốn gặp. Nguyên Thủy Đạo Tôn gần đây mới nhận đồ đệ nhỏ, nên nhóm đồ tử đồ tôn này rất ít người biết Ngô Bình. Trong tu vi một người trong đó, thấp nhất cũng là đạo cảnh tầng 3, gần như tu sĩ đạo cảnh trở nên rất bình thường. Anh lại nhớ đến lúc còn ở Trấn Đán Vũ Trụ, nơi mà đạo cảnh tầng 3 là mục tiêu không ai có thể chạm tới. Ngay lúc Ngô Bình cảm thán, có chút hỗn loạn vang lên ở cách đó không xa. Anh nghe được tiếng nũng nịu của cô gái, cảm giác hơi quen. Ngô Bình giật mình, bước lên tách đám người ra. Đập vào mắt anh chính là một cô gái xinh đẹp động lòng người đứng ở nơi đó, có vài tên tu sĩ Ngọc Kinh Thiên Cung bao vây cô ấy lại. Ta nhìn tiên tử rất lạ mặt, làm sao cô lại đến Ngọc Kinh Thiên Cung này? Một tên nam tu cười hỏi, vươn tay ra muốn chạm vào mặt cô ấy. Ngô Bình vừa thấy cô gái này đã lắp bắp ngạc nhiên, Chu Thanh Nghiên. Chu Thanh Nghiên chính là vợ ở vũ trụ thứ hai của anh, sau khi anh bước vào chủ vũ trụ, cô ấy vẫn luôn bế quan tu luyện. Anh còn tính đợi các cô ấy tu hành một thời gian nữa, sẽ đến đón cô ấy đến chủ vũ trụ, không ngờ cô lại đến đây sớm như vậy. Anh tiến lên định nói chuyện với cô ấy, lại giật mình. Ban đầu, anh cảm giác tu vi của cô gái rất cao, tương đương cường giả hỗn độn cảnh. Và lại, gương mặt của cô ấy hơi khác với Chu Thanh Nghiên nhưng những thay đổi rất nhỏ này khiến cô ấy hoàn toàn giống hệt như mỹ nhân trong sách. Cô không phải Chu Thanh Nghiên, nhưng sao lại giống như vậy? Cô gái không thèm đếm xỉa với những tu sĩ này, đôi mắt đẹp liếc xung quanh rồi dừng lại nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lập tức bước đến hỏi, các người làm gì đấy? Tuy đám người này không biết Ngô Bình, nhưng người có thể đến Ngọc Kinh Thiên Cung, quần áo cũng khác biệt theo thân phận. Trên quần áo Ngô Bình có đánh dấu, chỉ liếc sơ qua cũng đoán được thân phận. Họ nhớ Nguyên Thủy Đạo Tôn mới nhận đồ đệ nhỏ, nên lập tức đoán ra thân phận của Ngô Bình. Đám người vội vàng, cuống quýt quỳ xuống đất. Tham kiến thất tổ. Ngô Bình, đứng dậy đi. Đám người kia im thinh thính, ngay cả cái rắm cũng không dám xả mà xoay người rời đi. Anh nhìn cô gái kia và cười hỏi, tiên tử xưng hô sao đây? Ngươi cũng là tu sĩ đến đây chúc mừng cho Nguyên Thủy Đạo Tôn sao? Cô gái lắc đầu nói, ta là Bạch Tố Tâm, công tử là. Ngô Bình, ta là tu sĩ của Ngọc Kinh Thiên Cung, Lý Huyền Bình. Bạch Tố Tâm, thì ra là Lý công tử, ta nghe nói. Nguyên Thủy Đạo Tôn mới nhận một đồ đệ mới, hẳn là ngươi. Ngô Bình cười nói, chính là tại hạ, Bạch Tiên Tử đến Ngọc Tiên Cung để làm gì? Tìm một người, cô ấy nói. Người nào? Bạch Tố Tâm, năm đó ta thành công đạt hỗn độn cảnh, lại có một sợi ý niệm chạy vào trong đầu. Chuyện này ta không quan tâm cho lắm, nhưng thật không ngờ gần đây trong lòng ta bắt đầu rối loạn không thể yên tâm được. Ta suy nghĩ nhiều lần. Mới biết được một vài sợi ý niệm trong đầu đã bắn đến giữa đan điền và hình thành một bóng người. Nhưng ta không thể nghĩ là người này có tu vi rất cao, hơn nữa cô ấy sắp tiến vào chủ vũ trụ. Cô ấy nhìn Ngô Bình như nghĩ gì đó rồi nói, ta cảm giác ngươi hơi quen, nhưng ta chưa bao giờ gặp ngươi. Ngô Bình lập tức hiểu ra ngọn nguồn, Chu Thanh Nghiên sử dụng một hình chiếu của cô gái này ở vũ trụ duy độ thấp. Nhưng nó không chỉ là hình chiếu của Chu Thanh Nghiên, còn có một chút ý niệm trong đầu của cô ấy. Vậy có thể hiểu, Chu Thanh Nghiên chính là một hóa thân của cô gái này.
Cô gái ngươi nói tên Chu Thanh Nhiên, cô ấy là vợ của ta. Cô ấy vẫn luôn tu hành trong đạo cảnh vũ trụ, Ngô Bình giải thích. Đôi mắt đẹp của nữ tu xuất hiện một chút sát khí hỏi, cô ấy ở đâu? Ngô Bình nhìn chăm chú vào cô ấy hỏi, người muốn chém hóa thân kia. Bạch Tố Tâm thầm nghĩ, sự xuất hiện của cô ấy đã ảnh hưởng đến tâm trạng tu hành của ta phải chém cô ấy. Ngô Bình lắc đầu, ta sẽ không để ngươi làm hại đến một cọng lông tơ của cô ấy. Bạch Tố Tâm nhíu mày, đôi tay trắng nõn thon dài như ngọc nhẹ nhàng vung lên, một đống sát khí tập trung vào Ngô Bình, bình tĩnh nói, hãy nói cho ta biết cô ấy đang ở đâu, nếu không bây giờ ta sẽ giết chết ngươi. Ngô Bình vươn tay ra trưởng một cái, lòng bàn tay có một đạo phù. Phù này do Tử Thanh Thánh Hoàng luyện chế cho anh, có thể trấn áp tu vi cảnh giới của đối phương. Anh đánh hết sức, Bạch Tố Tâm chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu loạn lên. Sau đó, cơ thể lập tức mềm nhũn, khiến cô ấy vừa sợ lại vừa giận hỏi, ngươi vừa làm gì ta? Ngô Bình bình tĩnh nói, tại ngươi ra tay trước, nên ngươi phải chịu hậu quả. Sau đó anh xách Bạch Tố Tâm bước vào một tiên cung. Chủ nhân của tiên cung này thấy Ngô Bình đến, vội vàng ra đón. Đầu tiên, Ngô Bình đến Thanh Trường Tiên Điện, sau đó chia ra một ý niệm trong đầu tiến vào Đê Duy Vũ Trụ, vội vàng liên lạc với Chu Thanh Nhiên. Đoạn thời gian trước, Chu Thanh Nhiên mới đột phá, cô ấy đang chuẩn bị đến chủ vũ trụ tìm Ngô Bình. Ngay sau đó, Ngô Bình lấy ra một cuộn giấy trắng rồi vung bút vẽ nhanh ra một bức tranh. Thoáng chốc, một cô gái quyến rũ, xinh đẹp xuất hiện, người này chính là Chu Thanh Nhiên. Sau khi anh vẽ xong, bức tranh lại run lên, một ánh sáng lấp lánh bay ra rồi đọng lại thành Chu Thanh Nhiên. Anh đã rót vào pháp lực trong tranh, nên Chu Thanh Nhiên vừa xuất hiện đã đạt được tu vi nhất định. Cô ấy đã không gặp Ngô Bình rất lâu, đáy lòng vô cùng nhớ mong nên vừa thấy đã ôm lấy anh, cuối cùng, em đã đến bên cạnh anh rồi Huyền Bình. Ngô Bình cười nói, trước đây, em là một ý thức do người này biến thành đấy Thanh Nhiên. Bây giờ, anh đã trói cô ấy lại, có thể đảo khách thành chủ và cướp thể xác của cô ấy rồi. Chu Thanh Nhiên nhìn Bạch Tố Tâm, cảm giác được sát khí xuất hiện trong mắt của cô ấy. Đối phương còn lạnh lùng nói, các ngươi dám, ta là vương tộc của Bạch gia. Ngô Bình bất ngờ, thì ra là vương tộc, nhưng vương tộc cũng chả là cái đếch gì, ta cũng là vương tộc. Chu Thanh Nhiên thấy Bạch Tố Tâm chỉ có cảm giác thân thiết giống như cơ thể đó thuộc về mình. Cô ấy không đành lòng hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Nếu ngươi có thể tha cho ta một mạng, thì từ nay về sau chúng ta không ai làm phiền đến nhau. Ngươi thấy có được không? Bạch Tố Tâm cười lạnh, ngươi không chết, lòng ta không yên. Lý Huyền Bình nên biết điều thả ta ra, nếu không ngươi sẽ chịu lửa giận của Bạch gia. Ngô Bình nhìn chăm chú vào cô ấy hỏi, Thanh Nhiên đã cho ngươi một cơ hội, ta hỏi lại ngươi lần nữa. Ngươi phải giết cô ấy sao? Đúng vậy, bây giờ, ngươi rút tay về, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ cho ngươi. Ngô Bình lắc đầu nói với Chu Thanh Nhiên, anh giúp em chiếm giữ thân xác mới nhé Thanh Nhiên. Bạch Tố Tâm cười khinh bỉ, muốn chiếm đoạt cơ thể của ta sao? Các ngươi đúng là mơ mộng viển vông, tu vi của ta là hỗn độn tam cảnh, sao có thể để cho người ta chiếm đoạt tùy thích được? Ngô Bình không thèm nói, sử dụng vô thượng đại đạo, đánh thẳng vào thiên thai của Bạch Tố Tâm. Thiên thai là cảnh giới chỉ có tu sĩ hỗn độn cảnh mới có được, thiên thai rất mạnh và rất khó tấn công làm vỡ nát. Nhưng vô thượng đại đạo có tác dụng cho vạn pháp, dù là thiên thai của Bạch Tố Tâm cũng không thể chặn lại được. Sau khi Ngô Bình phá vỡ thiên thai, lập tức lấy ra một viên đan dược ném vào thiên thai. Viên đan dược này một loại cao đoan đan dược mà anh đã dùng công đức để đổi, tên là đoạt xá đan. Thật ra hiệu quả của đoạt xá đan rất bình thường, nhưng mà Chu Thanh Nhiên có thể xem là hóa thân của Bạch Tố Tâm. Nên hiện tại, chỉ là chủ với ảnh đổi chỗ mà thôi, đúng lúc viên thuốc này có đất dụng võ. Đan dược rơi xuống, tu vi của Bạch Tố Tâm lập tức rơi vào trạng thái rời rạc, không thể sử dụng pháp lực. Lúc này, Chu Thanh Nhiên nghe hiệu lệnh lập tức hóa thành một đường ánh sáng rồi chui vào thiên thai. Sau một lúc, thiên thai trở lại như bình thường, một luồng khí tức quen thuộc phóng ra. Đôi mắt đẹp của Bạch Tố Tâm mở ra. Cô ấy mỉm cười với Ngô Bình, Huyền Bình. Ngô Bình cười nói, thế chứ, từ nay về sau em có thể dùng cái xác này để đi khắp thế gian rồi. Nhưng thoát cái, sắc mặt của Chu Thanh Nhiên đột ngột lạnh đi, tức giận nói, ngươi chỉ là một chút ý niệm trong đầu mà dám chiếm đoạt cơ thể của ta, đồ đáng chết. Nhưng sau câu đó, Chu Thanh Nhiên đã cướp lại quyền kiểm soát cơ thể, bất ngờ nói, em không ngờ ý thức của cô ấy vẫn còn đọng lại. Nhưng giờ nó đã bị em chèn ép hết rồi. Từ nay về sau,
em sẽ không để cô ấy xuất hiện, thì cô ấy vẫn sẽ ngủ yên. Dù có đi ra, cũng không có cách nào kiểm soát được cơ thể. Ngô Bình rất ngạc nhiên hỏi, nếu thế chẳng phải Thanh Nhiên có hai nhân cách rồi sao? Chu Thanh Nhiên cười nói, không thể nói vậy. Bây giờ, cô ấy cũng như một ý niệm trong đầu của em, có thể gạt bỏ lúc nào cũng được. Nhưng dù sao cô ấy là chủ ý thức của em, nên giữ lại có chút tác dụng. Ngô Bình gật đầu, thế thì tốt. Từ nay, Thanh Nhiên chính là Bạch Tố Tâm, đó là thân phận của em ở chủ vũ trụ này. Dù sao cũng là xác của mình, nên Chu Thanh Nhiên không quan tâm nói, được. Sau khi giải quyết chuyện này xong, Ngô Bình dẫn Chu Thanh Nhiên cũng là Bạch Tố Tâm đến bái kiến Nguyên Thủy Đạo Tôn. Hai người bước vào đại điện, nơi này vẫn đông đúc như trước. Nguyên Thủy Đạo Tôn đang nói chuyện với vài bạn già, bên dưới có đám vãn bối cùng nhau. Mấy người bạn già này đều là cường giả hỗn độn bát cảnh, cửu cảnh. Có cả Nguyên Cực Đạo Tôn, Long Điển Đạo Tôn, Thái Ất Đạo Tôn. Ngô Bình giới thiệu Bạch Tố Tâm, Nguyên Thủy Đạo Tôn nghe Bạch Tố Tâm là người Bạch gia, cười hỏi, gần đây, lão tổ của Bạch gia các ngươi có khỏe không? Chúng ta đã không gặp mặt 1000 năm rồi. Lão tổ Bạch gia cũng là một đạo tôn, cường giả hỗn độn bát cảnh. Đương nhiên, Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng biết ông ta. Bạch Tố Tâm, cười nói, lão tổ rất khỏe. Nguyên Thủy Đạo Tôn gật gù, rồi lấy một ngọc phù đưa cho Ngô Bình dặn, Huyền Bình, Chiêu Thiên Phong, một trong thất đại ẩn của thiên giới sắp xuất hiện. Vi sư lấy ra 3 người, trong đó 1 người là con, còn lại thì chọn từ cuộc cạnh tranh của các tu sĩ dưới trướng. Ngô Bình chưa từng nghe về Chiêu Thiên Phong, nên hỏi, Chiêu Thiên Phong là gì vậy sư tôn? Thật ra thiên giới rất rộng lớn, trong đó có 7 nơi bí mật. Những bí mật này thường luôn ở trong trạng thái ẩn, nhưng sẽ mở ra một lần trong một đoạn thời gian. Chiêu Thiên Phong là một trong thất đại ẩn, trong đó không chỉ có các loại quý báu của thiên giới, còn có những truyền thừa mà tu sĩ kỷ nguyên trước để lại. Kỷ nguyên sao? Ngô Bình nhớ đến kinh nghiệm mình đã đúc kết được từ vũ trụ thứ 2, nơi đó cũng có chỗ tên là kỷ nguyên. Thậm chí, anh đã từng trở thành cường giả kỷ nguyên. Có phải kỷ nguyên hiện tại của thế giới chúng ta cũng sẽ kết thúc đúng không sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn, mọi thứ đều có bắt đầu và kết thúc, chuyện này rất bình thường. Nhưng con không cần lo, kỷ nguyên mới đã qua 1/3 chặng đường, kỷ nguyên tiếp theo vẫn sẽ là những tháng năm dài đằng đẵng và buồn chán. Ngô Bình, thế một kỷ nguyên kéo dài bao lâu vậy sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn cười nói, kỷ nguyên không có giới hạn, ngắn thì vài tỷ năm. Còn lâu thì mấy chục tỷ năm. Ngô Bình, đúng là dài đằng đẵng, dù Đạo Tôn cũng không thể sống lâu hế một kỷ nguyên. Nguyên Thủy Đạo Tôn, cho nên nếu chúng ta không đừng truy cầu, hy vọng vào tương lai, thì chúng ta cũng sẽ trở thành như các cường gia trước đó, để lại thông tin của bản thân vào lịch sử. Và thậm chí, còn trở thành cường giả kỷ nguyên. Ngô Bình, trên hỗn độn cảnh, có là cường giả kỷ nguyên không sư tôn? Nguyên Thủy Đạo Tôn lắc đầu, chưa, cảnh giới tiếp theo tên là Tề Thiên Cảnh, có tuổi thọ sánh ngang với trời đất. Tuy hỗn độn cảnh rất mạnh mẽ, nhưng không có tuổi thọ dài như trời đất. Ví dụ, Đạo Tôn lớn lên ở thời kỳ đầu của kỷ nguyên, có bao nhiêu người còn sống đến hiện tại chứ? Sợ không có ai. Trước đây, không có cường giả nào như thế à? Nguyên Thủy Đạo Tôn lắc đầu, vi sư cũng không biết. Cảnh giới như thế cũng đã biến cơ thể bản thân trở thành một phần của vũ trụ, tên là thể sinh mệnh cấp vũ trụ. Nên tuy vi sư đã bước đến cấp này, nhưng không thể hiểu được cách và nguyên tắc đối xử với thế giới của họ. Ngô Bình đang suy nghĩ gì đó, xem ra giữa kinh lịch đan điền và chủ vũ trụ vẫn tồn tại những mặt khác nhau, có thể nơi đó có rất nhiều cường giả kỷ nguyên. Nhưng nơi này, cường giả vô cùng dưới kỷ nguyên cũng chưa có ai vượt qua. Nguyên Thủy Đạo Tôn, những năm nay quan sát, vi sư đã nghĩ chắc chắn kho tàng ẩn trong đất chứa tin tức về một kỷ nguyên trước. Trước đó có một cường giả kỷ nguyên, tuy họ không còn sống nhưng vẫn để lại một chút tin tức. Những tin tức này có thể sẽ giúp họ truy cầu vào cảnh giới cao hơn nữa. Trong lúc nói chuyện với nhau, Ngô Bình biết được ẩn đại sẽ mở ra trong vòng 2 tháng nữa. Ẩn đại mở ra suốt 3 tháng, đến lúc đó anh có thể đến nghiên cứu cho rõ nguồn gốc rõ ràng. Sau khi bái kiến sư tôn, Bạch Tố Tâm quyết định trở về Bạch gia. Mặc dù cô ấy đã lấy được trí nhớ của cơ thể, nhưng dù sao cũng cần thời gian thích nghi. Đồng thời, cô ấy cũng có thể lợi dụng lực lượng của Bạch gia và giúp làm việc cho Ngô Bình. Ngô Bình rời khỏi Ngọc Kinh Tiên Cung, lập tức đến Đệ Nhất Kiếm Tông. Anh muốn giúp để cho 3 vị sư tông tăng tu vi của mình lên. Tu vi của 3 người Thẩm Huyền Tông, La Vô Phi, Âu Dương Thiên Tế đã đạt đến đạo cảnh tầng 9.
Ngô Bình đã tìm hiểu kiếm đạo vương tọa, nếu có thể truyền thừa kiếm đạo cho ba vị sư tôn, có thể họ sẽ thăng cấp lên tầng 10 và sau đó đánh sâu vào hỗn độn cảnh giới. Đúng lúc, trong tay của anh có ba viên hỗn độn thần đan do đan tổ luyện chế, dựa vào ba viên đan dược này, ba người đó sẽ dễ dàng thăng chức lên hỗn độn cảnh. Ba vị sư tôn đối xử rất tốt với anh, lần này xem như anh báo đáo cho họ. Anh đi vào đệ nhất kiếm tông, mới biết trong vạn kiếm tiên giới cũng chưa thái bình. Một vài thế lực xung quanh dần dần bị dị tộc xua đuổi, dân chúng vô tội bị giết hại vô số. Đệ nhất kiếm tông với chí tôn kiếm đường cũng bắt tay các thế lực đại kiếm đạo thành lập liên minh kiếm đạo, cùng nhau chiến tranh với địch. Nhưng dị tộc quá mạnh, liên minh thành lập xong tham gia từng trận chiến lớn đều tổn thất nặng nề. Vì vậy liên minh bắt đầu rời rạc, không ai muốn liều mạng hay hợp tác bàn kế hoạch. Hiện tại, liên minh đang trong tình trạng rời rạc không thể chống lại giặc. Thậm chí đa phần các tu sĩ được chí tôn kiếm đường chiêu mộ đã tự về môn phái của mình. Đệ nhất kiếm tông còn đỡ hơn một chút, nhờ thực lực của họ có thể tự ngưng tụ sức mạnh đánh lùi làn sóng tấn công của dị tộc, rồi thu nhận một đống tu sĩ mất đi tông môn. Vài sư tôn thấy Ngô Bình thấy đệ tử quan trọng trong tông quay về, lập tức vui mừng. Ngô Bình nói rõ ý định của mình rồi lập tức truyền thụ kiếm đạo cho ba người. Mặc dù ba vị sư tôn không thể lĩnh ngộ triệt để như Ngô Bình, nhưng vẫn có thể nhờ cách này càng phát triển hơn một bước và tìm hiểu sự huyền bí của đạo cảnh đệ thập. Ngô Bình không ngờ trong quá trình truyền thụ cho ba người, tu hành của anh cũng tiến bộ. Thuận lợi bước vào đạo cảnh tầng 5, đạo lục cảnh. Đạo lục chỉ đạo anh phát triển thành hình, có bùa mang sức mạnh sai khiến đất trời. Trên thực tế, mỗi một chủng đại đạo lực đều có thể ngưng tụ ra đạo lục. Nhưng đạo lục lại có hiệu quả khác nhau. Ví dụ, Ngô Bình là người thứ nhất ngưng tụ ra một đạo lục cũng nhờ sinh ra từ trong kiếm đạo, nên gọi là kiếm lục. Kiếm lục không chỉ có thể sai khiến tất cả đất trời, và sức mạnh liên quan đến kiếm đạo, còn có thể luyện hóa đạo binh cho những lúc cần thiết. Ai có thể lấy được một quả kiếm lục của Ngô Bình, sức mạnh sẽ tăng cao, chỉ một đoạn thời gian có thể đạt đến trạng thái thần thông đỉnh phong. Nếu tư chất tu vi của bản thân tốt, thậm chí có thể thăng thẳng lên cường giả đạo cảnh. Đó chính là uy lực của kiếm lục. Đương nhiên không phải ai có đạo lục cũng mạnh như thế, cái này có liên quan đến thực lực tu hành của bản thân. Thực lực càng mạnh, đạo lục sẽ càng cao. Sau 7 ngày, Thẩm Huyền Tông, Âu Dương Thiên Tế, La Vô Phi đã đột phá, bước vào đạo cảnh tầng 10, thực lực cũng tăng đến cấp số nhân. Họ vừa xuất hiện đã có trưởng lão đến báo cáo, mấy ngày gần đây đao tộc mở cuộc xâm lược quy mô lớn vào tông. Đệ nhất kiếm tông dốc toàn lực chống đỡ nhưng vẫn bị đánh lui từng bước. Đao tộc là một dị tộc quái dị, họ có 4 cánh tay, hình dáng giống như con người nhưng đầu bẹp, trước sau đều có 2 con mắt. 4 cánh tay có 2 cánh tay mọc ra 2 cây đao, trông vô cùng sắc bén. Vậy nên gọi là đao tộc. Đao tộc rất hung ác, thích ăn động vật sống, sau khi tiếp xúc với con người chúng mới phát hiện con người ăn rất ngon. Nên chúng giết chóc trắng trợn, hơn 1 ức đao tộc đều giết hơn 1.000 vạn người sống để ăn trong mỗi ngày. Ăn không hết thì nhốt lại như dê bò. Mấy ngày gần đây, đao tộc mở cuộc tấn công quy mô lớn vào địa bàn đệ nhất kiếm tông, giết chóc phá hoại khắp nơi, đến mức không có một ngọn cỏ sinh linh nào còn sống. Họ nhận được tin tức này, lập tức chạy đến chiến trường, giết sạch đao tộc. Lúc này tại một tòa thành của nhân tộc, đang bị đao tộc bao vây tấn công. Những đao tộc tung người nhảy như bay, song đao múa dày đặc không có khe hở. Mà ngay cả đạo pháp thần thông cũng không chém gãy một đao. Hiện tại, đệ nhất kiếm tông phòng thủ là chính, trên cổng thành đã bày tiên pháo và nỏ mạnh. Các loại bù bay loạn xạ, tuy đao tộc mạnh nhưng không có tên nào thèm chết nào vào. Nên chúng chỉ thỉnh thoảng đánh để dò xét. Họ đáp xuống trên cổng thành, Ngô Bình nhìn lướt qua đao tộc. Tại vùng đất rộng lớn, có ít nhất mấy trăm vạn đại quân đứng đen kịt ở đó. Đao tộc đưa toàn tộc gia nhập đội quân, trừ tuổi già và trẻ nhỏ, cũng có mấy chục nghìn đao tộc có thể công thành chiếm đất. Đúng lúc này, mấy ngàn đao tộc cũng đang phát động tấn công thành. Trên thành, quân coi thành vừa sử dụng bùa, Ngô Bình đã nhảy xuống, bạch hổ kiếm tiên thoát cái xuất hiện trong tay của anh giữa không trung, cơ thể lập tức biến thành 3.000 người. 3.000 hóa thân lập tức rút kiếm, mỗi một kiếm chém về một tên đao tộc. Choang choang choang, một loạt âm thanh giao hưởng vang lên, mấy ngàn đao tộc bị anh chặt đứt vũ khí đao, cơ thể cũng bị chém thành vài khúc. Nhưng Ngô Bình đã bắt được 10 tên đao tộc. Những đao tộc này cao từ 1m5, đến 1m7, chiều cao khiêm tốn, nhưng lực tấn công lại đáng ngạc nhiên. Ngô Bình nhìn cái đầu bẹp của đao tộc mà kinh tởm, nhưng anh vẫn rút quỷ thánh kiếm ra thử luyện chúng thành quỷ binh.
anh sử dụng quỷ binh thuật, 10 tên đao tộc lập tức run rẩy, sau đó quỷ thánh kiếm bắn ra năng lượng kiểm soát chúng nó. Thoáng chốc, Ngô Bình lập tức ngưng tụ ra một kiếm lục, khắc sâu trong cơ thể của đao tộc. Sau khi có được kiếm lục, những đao tộc lập tức biến thành cao thủ kiếm đạo. Sau đó, anh ra lệnh, 10 tên đao tộc lập tức nhảy xuống thành nhào đến đại quân đối diện chém giết. Đao tộc đối diện giật mình lập tức cửa 100 tên đao tộc ra đón đánh. Hai bên vừa chạm mặt nhau, 10 tên đao tộc quỷ binh lập tức hóa thành 10 cái bóng mờ nhạt, liên tục lướt qua và chém giết trong hơn 100 đao tộc. Quá trình này chỉ diễn ra 10 giây, nhưng 100 đao tộc đã bị chém chết hết. Hai bên đều là đao tộc, thực lực của riêng chúng đã rất mạnh, sau lại có được kiếm lục và sự rèn luyện của quỷ thánh kiếm từ Ngô Bình, thực lực của bọn chúng tăng lên gấp 10 lần. Đại quân đao tộc lập tức sợ hãi, nhưng 10 tên đao tộc cũng không ham chiến, sau khi giết xong địch lập tức vội vàng quay về đầu thành. Thẩm Huyền Tông vừa mừng vừa sợ, cười nói, ta đã nghe nói quỷ binh của Huyền Bình rất ghê gớm, hôm nay thấy tận mắt đúng là danh bất hư truyền. Ngô Bình, phải bắt nhiều đao tộc hơn nữa, rồi luyện chúng thành quỷ binh. Thẩm Huyền Tông nói, được, mấy ngày này vi sư sẽ bắt nhiều đao tộc hơn cho con. Ngô Bình vừa mới đột phá nên cần phải tu luyện. Thoát cái đã 2 ngày trôi qua, Thẩm Huyền Tông đến gặp Ngô Bình cười nói, Huyền Bình này, 2 ngày nay các vi sư đã bắt sống 800 đao tộc tứ phẩm và 27 tên đao tộc tam phẩm. Con có thể luyện hóa để gia tăng tu vi rồi. Đao tộc dựa theo thực lực mà phát triển, chia làm thập phẩm đến nhất phẩm. Trong đó, nhất phẩm là mạnh nhất, thập phẩm là yếu nhất. Không có phẩm thì nằm dưới tầng 1. Cả đao tộc, tổng số đao tộc tứ phẩm cũng chỉ có mấy trăm vạn người, đao tộc tam phẩm vẻn vẹn chỉ có hơn 5.000 người. Chuyện này, chứng minh số lượng cấp cao không nhiều. Ngô Bình lập tức đi vào một đại viện, trong sân nằm vài trăm tên, đó toàn là đao tộc. Ngô Bình kéo một tên đao tộc tứ phẩm, phát hiện trên mặt đao của bọn chúng có một hoa văn màu vàng lượn quanh giống như huy chương. Lúc đầu, khi đao tộc mạnh lên đến trình độ nhất định, trên lưỡi đao sẽ xuất hiện huy chương khác nhau cũng chứng minh phẩm cấp khác nhau. Mà màu sắc cũng sẽ xảy ra thay đổi. Đao tộc tứ phẩm có sức chiến đấu sánh ngang với tu sĩ đạo cảnh tầng 1, đao tộc tam phẩm giống như tu sĩ với đạo thai cảnh. Mấy người Thẩm Huyền Tông muốn bắt sống đao tộc, đã bị thương và trong lúc đó còn ra tay với vài đao tộc nhất phẩm. Nếu họ không có được thủ đoạn kiếm đạo vương tọa, thì không thể nào bắt sống mấy trăm đao tộc này rồi. Ngô Bình lập tức theo thường mà làm, hơn 800 đao tộc đều luyện thành quỷ binh. Đao tộc tam phẩm biến thành quỷ binh, thực lực thậm chí vượt qua đao tộc nhị phẩm. Nên biết sức chiến đấu của đao tộc nhị phẩm, ít nhất tương đương với cường giả đạo cảnh tầng 7. Thực lực của 27 tên đao tộc tam phẩm, tương đương với đao tộc nhất phẩm. Chúng thuộc những kẻ đứng đầu trong đao tộc, là đại tướng quân dẫn binh đi chiến tranh. Sau khi luyện xong, Ngô Bình đưa hơn 800 đao tộc đến cổng thành. Ngoài này, có hơn 100 vạn đao tộc đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công mới vào thành. Không lâu sau, đã có khoảng 5 vạn đao tộc liều chết xung phong nhào đến tấn công thành lần nữa. Ngô Bình ra lệnh, lập tức hơn 800 đao tộc xung phong nhảy xuống liều chết. Đao tộc này đều thuộc hàng nhất phẩm và nhị phẩm, nên khi chống lại với đám đao tộc bình thường này lại rất dễ dàng và đè nát chúng. Thoát cái 800 đao tộc chia tam 8 đội nhỏ, mỗi đội đều có ít nhất một đao tộc tam phẩm. 8 đội nhỏ kết thành một 8 sát trận bát quái, sát trận này do Ngô Bình dùng kiếm đạo vương tỏa kết hợp với bát quái đại trận kết thành tuyệt thế sát trận, đặc biệt rất thích hợp với quần chiến. 8 ánh sáng hình rồng sáng lên mang đầy sát khí. Cuồn cuộn kéo đến đối đầu với đội quân đạo tộc như gà đất chó kiểng, không phải là đối thủ, thoát cái đã mấy ngàn tên chết và bị thương. Quân trông coi thành nhìn thấy hình ảnh bên dưới thành lập tức sợ ngây người, thầm cảm thán sát trận quá manh. Đạo tộc dưới thành càng sốc nặng, lúc này chúng cử ra 5 vạn binh tinh nhuệ đến tiếp viện nhưng không thể thay đổi được cục diện. Đám đạo tộc thấy quân mình đã có 10 vạn đạo tộc đã chết và bị thương đến 1/3 số lượng lính, nên vội vàng rút binh. Mấy người Thẩm Huyền Tông nhân cơ hội ra tay, bắt sống được hơn 300 tên đao tộc tứ phẩm và 13 tên đao tộc tam phẩm. Đao tộc cử cao thủ ra ngăn chặn, đáng tiếc cũng bị giết chết hoặc đánh lui. Sau đó, 100 vạn đại quân của đao tộc lập tức lùi về sau 1.000 dặm, không còn bao vây thành nữa. Thẩm Huyền Tông thấy đao tộc đã lui hết về sau thì nói, xem ra đám quỷ binh đao tộc này xuất hiện có hiệu quả rất tốt. Đêm nay, chúng ta đi bắt thêm một ít nữa đi Huyền Bình. Ngô Bình nói, số lượng của đám dị tộc như thế này nhiều lắm thưa sư tôn, giết không hết được đâu.
Trước mắt việc quan trọng nhất của chúng ta chính là để cho đám dị tộc xung quanh đây biết sự ghê gớm của kiếm tu, sau đó tiếp tục tính kế vào chúng ta. Những kẻ có ý đồ giống đao tộc nhiều lắm, nhưng dị tộc xung quanh đây có kẻ nào cảm thông cho chúng đâu. Thẩm Huyền Tông, ý của Huyền Bình là... Ngô Bình, ăn miếng trả miếng. Ban đầu, chúng ta vẫn luôn phòng bị nên trở thành thế bị động, chúng ta phải xông thẳng vào động của đao tộc giết hết để cho chúng biết sự ghê gớm của kiếm tu. Trầm Huyền Tông ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, đúng là như vậy, chúng ta phải chủ động trước. Mấy ngày tiếp theo, Ngô Bình liên tục dẫn lính đánh vào dị tộc, tập sát quân doanh đao tộc và nội địa của bọn chúng, giết và bắt sống mấy vạn đao tộc. Tuy đao tộc đã cố gắng chống trả, nhưng hiệu quả lại nhỏ nhoi đến đáng thương. Cuối cùng, đao tộc trở thành chó cùng rứt dậu, tập hơn 3 triệu lính muốn mở một trận chiếm đệ nhất kiếm tông. Nhưng Ngô Bình đã dự đoán chuyện này từ trước. Anh hợp tác tất cả tu sĩ đạo cảnh lại kết thành hộ thành kiếm trận. Kiếm trận này là một trong kiếm trận mạnh nhất ở kiếm đạo vương tọa, dung hợp với tiên thiên bát quái sát trận. Tuy cơ thể và sức chiến đấu của đạo tộc mạnh thật, nhưng trình độ chiến trận của bọn chúng rất hạn hẹp, vậy nên sau 3 ngày liên tục tấn công chẳng có thu hoạch gì mà ngược lại chúng còn chết hơn 10 vạn binh. Trải qua những ngày tiếp xúc với đạo tộc, Ngô Bình cũng tìm ra nhược điểm của bọn chúng. Thể chất của đạo tộc mạnh mẽ, nhưng trí tuệ lại có hạn. Ý chí cũng không kiên định, đầu óc lại khù khờ. Vì thế anh ra ngoài một chuyến mua 30 vạn loạn thần phù từ tiên kho ra. Giá cả của loạn thần phù không mắc, nhưng anh có thể dùng nó để nổ hư tâm trí của đao tộc, khiến chúng không phân biệt được địch hay ta, tạo thành thế hỗn loạn. Đúng như anh dự đoán, sau khi sử dụng loạn thần phù, đại quân của đao tộc lập tức rơi vào tình thế hỗn loạn, chúng tự chém giết lẫn nhau, tình hình tổn thất rất nặng nề. Sau cùng, trên đất có hơn 1 triệu xác của đao tộc, bọn chúng mới ngừng đánh nhau. Đao tộc thất bại khiến uy hiếp của các dị tộc khác trở nên khổng lồ. Một số dị tộc ở biên cảnh đang hăm he xâm lược, cũng rút tay về. Thậm chí có vài dị tộc còn cử sứ giả đến ký kết khế ước hòa bình với nhân tộc, không xâm lược nước nhau. Mặt khác, sau đoạn thời gian vừa tổ chức vừa chống địch như thế đã khiến cho đệ nhất kiếm tông gần như trở thành lực kiếm đường mạnh nhất, ảnh hưởng với mọi tông khác. Những tu sĩ đã mất nhà và tông môn, đều chọn gia nhập vào đệ nhất kiếm tông. Ngô Bình đợi cho việc đệ nhất kiếm tông ổn định một thời gian, cũng cáo từ rời đi quay về Thánh Cổ Đại Lục và tiếp tục bước vào cửa thứ 10. Ngày hôm nay, Ngô Bình lại xuất hiện ở trên đường Chúa Tể lần nữa, đập vào mắt anh là A Bạch. Chào mừng công tử đã quay về, A Bạch cười nói. A Bạch lại nói, trước tiên, công tử có thể hoàn thành 3 cửa cuối cùng đã. Bởi vì trong 3 cửa cuối cùng này có phần thưởng khi vượt qua, trong đó có cả quyền sở hữu bảo khố của thiên đế. Ngô Bình lắp bắp ngạc nhiên hỏi, có cả bảo khố của thiên đế à? A Bạch gật đầu, đúng thế. Sau khi công tử hoàn thành 3 cửa cuối cùng, các phần thưởng vô cùng hiếm và quý giá đến mức vượt qua tưởng tượng của công tử. Ngô Bình, thật sự trước đây, chưa có tu sĩ nào bước vào cửa thứ 10 sao? A Bạch, đương nhiên là có rồi. Nhưng họ không thể đi đến cùng và đều bị phong ấn ở trong đó cả rồi. Ngô Bình ngạc nhiên mở to mắt hỏi, bị phong ấn? Không chết à? A Bạch, con đường Chúa Tể xuất hiện không vì ham muốn sát sanh, mà vì lực chọn ra thiên tài chân chính. Những người kia bước vào cửa thứ 10 vẫn sống, dù họ chưa thành công nhưng tư chất lại rất giỏi, bởi thế mới bị phong ấn. Không cửa có cửa thứ 10, thứ 11, 12 cũng có thiên tài bị phong ấn trong đó. Công tử vượt qua mỗi cửa đều có thể cứu được những cường giả đang bị phong ấn đó, người được giải cứu sẽ trở thành tùy tùng trung thành nhất của công tử. Ngô Bình cười nói, ta giải cứu họ, họ bắt buộc phải theo ta à? A Bạch, tại vì họ đã trải qua những cửa ải đó, nên cũng biết công tử tài giỏi đến mức nào. Vậy nên, họ sẽ kính nể công tử từ tận sâu linh hồn và thề chết phục tùng. Ngô Bình im lặng suy nghĩ một lúc lại hỏi A Bạch, trong cửa thứ 10 đó, có bao nhiêu tu sĩ? Trong đó có 17 người, gồm 5 nhân tộc, 9 thần tộc và 3 dị tộc. Ngô Bình cười nói, xem ra tư chất của nhân tộc cũng rất khá, gần với thần tộc rồi. Anh hít sâu một hơi rồi nói, đến cửa thứ 10 nào A Bạch? Dứt lời, Ngô Bình đã cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ nhàng hẳn rồi lập tức bị một sức mạnh khổng lồ kéo vào một không gian. Lúc anh mở mắt, bản thân đã ở trong vũ trụ, xung quanh là những đường ánh sao vụn vỡ. Quả cầu ánh sao li ti với vô số đường biên giới bị niêm phong có sáng có tối của thế giới. Nơi này không có không khí, nhiệt độ gì cả. Ngô Bình cũng cảm thấy hơi khó chịu, anh nhìn A Bạch hỏi, vũ trụ là đây à? A Bạch, nơi này là chiến trường cổ,
cũng là địa phương từng xảy ra cuộc chiến giữa thiên đình và hoang. Công tử chỉ cần đánh chết 100 hoang, mới có thể vượt qua bài kiểm tra. Ngô Bình từng thấy tạp huyết hoang, sức mạnh cũng khá là đáng gờm, hoang chân chính chắc sẽ mạnh hơn nhiều. Nếu như ta đánh không lại thì sao A Bạch? Nếu ngươi đánh không lại, thì có thể cầu cứu. Lúc đó sẽ có năng lượng xuất hiện Niêm Phong công tử cất vào kho, cho đến khi có tu sĩ mới xuất hiện và đồng ý giải cứu công tử. Ngô Bình gật đầu hỏi, hoang ở đâu? A Bạch, hoang phá hư và cắn nuốt tất cả năng lượng, trong những thiên thể bị phá hư kia đều có xảo huyệt của hoang. Ngô Bình hỏi về hoang, A Bạch nói hoang chia làm từ cấp 1 đến 7, cấp càng cao thì sức mạnh càng lớn. Trên hoang cấp 7 còn có vương hoang, đế hoang, mà khu vực này mạnh nhất là hoang cấp 7, nhưng không nhất định có thể gặp được nó. Trong đó ở cơ thể của hoang cấp 4 có hoang hạch, nó là hoang hạch rất quý hiếm, chỉ cần dùng một viên đã đủ bồi dưỡng cho cường giả siêu cấp mạnh nhất. Hai mắt của Ngô Bình sáng lên nói, thế thì đi tìm hoang. Hình thể của từng hoang đều khác nhau. Lúc này Ngô Bình bay về phía thân thể to lớn màu đen tuyền vì anh cảm nhận được có năng lượng yếu ớt bắn từ đó ra. Thiên thể đã vỡ ra rất nhiều khe hở, đầy lạnh lùng như băng và bóng tối. Đường Ngô Bình đi là một mảnh đất đen màu nâu khô cằn, mặt đất đã bị đốt thành tình trạng như thủy tinh. Hai chân của anh chỉ vừa chạm đến mặt đất, đã có một bóng đen lao đến. Bóng đen này như bạch tuộc, 7-8 xúc tua nhanh chóng ôm lấy Ngô Bình rồi hả cái miệng rộng ra ngoảnh đầu anh. Ngô Bình lạnh lùng nhìn con quái vật há miệng phun ra một kiếm quang. Kiếm quang sắc bén lập tức xuyên lủng đầu con quái vật, nó ngã xuống đất thành cái xác. Anh nhìn kỹ lại mới biết nó là quái vật thuộc loài bạch tuộc, miệng nó to đến mức có thể nuốt trọn một con trâu hay ngựa, trong miệng đầy răng lia chỉ khắp khoang trông rất rợn người. A Bạch, thưa công tử, nó là hoang cấp 2. Ngô Bình, sức mạnh của hoang cấp 4 mạnh hơn bao nhiêu lần với cấp 2? A Bạch, ít nhất là gấp 10 lần. Nên tiếp theo đây công tử nhớ cẩn thận. Ngô Bình lấy quỷ thánh kiếm ra, sức mạnh trong cơ thể của hoang cấp 2 lập tức bị anh hấp thụ, rồi tích lũy trong cơ thể. Con hoang này có thể lượng rất mạnh, nếu dùng nó bồi dưỡng đạo binh thì ít nhất cũng là đạo cảnh tầng 5. Anh lầm bầm. Tiếp theo Ngô Bình bắt đầu tìm hoang, lần thứ hai anh đã bắt gặp hoang cấp 4. Thực lực hoang cấp 4 thật sự rất mạnh, nhưng nó vẫn không thể là đối thủ của anh lập tức bị anh giết chết chỉ bằng một nhát chém. Nhưng Ngô Bình cũng cảm nhận được áp lực, nếu thế này hoang cấp 4 cũng không thể giết được. Hoang cấp 4 có cái đầu giống loại động vật họ mèo, hình thể nhỏ. Anh chặt đầu nó ra, lấy được một viên tinh hạch màu bạc, đó chính là hoang hạch. Ngô Bình quan sát hoang hạch, phát hiện bên trong ẩn chứa rất nhiều thông tin, thêm vào đó là nguồn năng lượng khổng lồ. Chuyện này chứng minh, tin tức trong hoang hạch có thể dùng vật chất để hiện ra. Có nghĩa là nếu có thể sử dụng được cái này một cách nhuần nhuyễn, thì người sử dụng có thể mượn năng lượng trong hoang hạch này tạo ra một cường giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 226.